Trên mẹ tóc tai bay lung tung. Vừa ngủ dậy, vừa mới ngủ dậy, trong hôm qua thì cũng mất khoảng tầm vài tiếng xem ông Anh. Tại vì ông Anh hôm qua có một cái video đề xuất, video đề xuất ác, nó phải đến triệu lượt theo dõi, lượt xem. Đề xuất tức là người ta đang quan tâm, nhưng mà tổ sư vào đấy chửi bới cũng nhiều. Thì hôm nay tôi đặt cái tiêu đề là cơ hội làm giàu. Thực ra thì nếu mà ai theo dõi tôi tầm trả yêu cầu các bạn theo dõi 15, tôi vào trong giới hoa cây cảnh này khoảng 15, thì tôi nắm được những cái cơ hội làm giàu ở trong cái giới cây cảnh này rồi. Chứ còn nếu mà một các bạn bình thường ấy, các bạn không ở trong cái giới cây cảnh ấy, thì chắc chắn các bạn cũng có nằm trong một cái giới nào đấy. Các bạn bán sắt thép thì chắc chắn nếu các bạn tham gia thị trường tầm 10 năm, các bạn sẽ thấy rất nhiều cơ hội. Bạn tham gia một cái thị trường bất động sản 10 năm, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội. Nó chỉ khổ mỗi như cái thằng em tôi, em ở dưới quê nhỉ. Cái đéo gì nó cũng thấy hay, cái đéo gì nó cũng thấy hay. Thế là nó cứ làm khoảng tầm 3 tháng đến 5 tháng, cứ muốn nửa năm là nó lại bỏ, nó nhảy sang cái khác. Ngày xưa nó thấy hay cái cây cảnh này. Nó vào đúng được 3 tháng, xong nó lại lên trên Yên Bái. Nó ấy về cái thị trường đá quý ấy, cái đéo gì, còn bây giờ đéo biết là nó làm cái gì rồi. Tôi bảo là những cái như nó mà cái chả cái mẹ gì nó thành công cả, nó cứ lửng lửng lơ lơ. Còn hôm qua tôi nói với các bạn, nếu mà các bạn ở đây thì cũng toàn nhà vườn thôi, chắc là hiện tại bây giờ cây hoàng anh mộc, cây ruối thì tôi nghe phong thanh rồi, nhưng mà xanh hay si à, xanh thì tôi biết, tôi ngầm tầm khoảng tầm gần năm này, từ lúc ông Anh còn cứ ghép mẹ xanh quê thành xanh Nam Điển ấy. Ở quái nạ cái ông cổ khỉ này đó, đi cây nó còn sốt nhá, mẹ mấy năm rồi ấy. Nhưng mà nó ngầm thôi. Còn bây giờ tôi thấy ông cứ ở nhà ông đéo đi đâu. Tôi nghĩ là việc kinh doanh cây nhập khẩu nó khó khăn, nhưng mà mẹ xem ông ấy chia sẻ mấy cả ông ấy live stream mấy cái thứ mà tầm này ông đi ngắm cây này cùng với một phái đoàn lên trên tít tận tầng 11 của chung cư, đéo gì ở trên Hà Nội ấy. Nếu mà cái gì không sốt nha, tầm trưa này đéo bao giờ đi ngắm cây luôn. Xong rồi ở video ấy, ông ấy bảo là cây này bao tiền, ông kia bảo 2,5 tỷ. 2,5 tỷ, ông bảo nếu mà chú mà cho vào đầu 1 là cháu bách rồi đấy. Đầu 1 tức là 1 tỷ, hơn tỷ đấy. Còn bình thường các bạn chỉ cần nhìn thấy mà nó bảo tỷ mấy là các bạn bảo chửi rồi. Ôi giời, làm đéo gì có cái gì tỷ mấy. Bây giờ cùng nắm ra đường ô tô kẹp thì cũng được đèn hơn 100. Tức là các bạn như tôi này, ra ngoài đường nếu bị tai nạn thì cùng nắm là cái xác này được hơn 100. Làm đéo gì một cái cây vô tri hơn tỷ, mới cả 30 tỷ, mới 50 tỷ. Có cái ông của mẹ gì ông còn bảo là nếu mà với những cái cây xanh ở Việt Nam mình mà 50 tỷ xanh hay si ấy, xanh 30 tỷ, mới 50 tỷ, mới 80 tỷ thì cái cây này của tôi trị giá 300 tỷ. Mẹ người ta nói tiền tỷ mà cứ như là tiền âm phủ ấy nhỉ. Cứ như là cái tiền ngày rằm mùng 1 ấy. Nhưng thực tế thì tôi bảo với các bạn rồi, muốn các bạn trong đầu của các bạn, trong tâm trí của các bạn rất muốn làm giàu. Nhưng các bạn phải không hiểu cái vấn đề là người giàu mới người nghèo. Cái còn tôi nói rồi là muốn kiếm tiền thì chỉ có hai cách. Một là bán hàng cho người giàu, hai là bán hàng cho người nghèo. Bán hàng cho người nghèo thì các bạn phải bán số lượng lớn. Bán cho người giàu thì các bạn lại tận dụng được nhiều lắm. Nào là cơ hội này, vốn này, mối quan hệ của người giàu. Chứ không phải bán cho người giàu là bán cái cây này 100 triệu, các bạn lãi được 50 đâu. Nó thấp lắm, tầm ấy nó thấp. Các bạn biết là khi các bạn quen với người giàu là cái tư duy học hỏi, kinh nghiệm quản lý, mối quan hệ, người giàu nó vương vãi ra bao nhiêu cơ hội. Xong các bạn bảo là nếu mà bình thường cái tư duy của cái người nghèo hay có kiểu này này, nếu mà không làm ấy thì hay bày lý do. Nếu mà cái này dễ như thế thì bọn khác nó đã nhảy vào rồi. Đôi khi cái bọn người giàu nó mồm nó to lắm, những cái thứ nó bé bé nó bảo không bó dính răng. Nó mà mua nhá, mà với cái số lượng, ví dụ như là như ông chú ở đây này, ông mua đất ruộng vừa rồi, thằng bạn tôi nó bảo là đất ruộng bây giờ được đền bù như đất thổ cư. Xong rồi tôi bảo là thế thì mua gom đất ruộng vào. Con cái Thủy bảo không phải ai cũng chuyển đổi được đâu.
Như cái tầm anh với mấy người xem nay này, mua đất ruộng thì nó mà là đất ruộng. Với người khác người ta có cái chuyển đổi, mà với người khác người ta có quen biết, quan hệ, thông tin. Đôi khi một người đứng lên mua đất ruộng, nhưng mà đằng sau đấy là vốn của người khác, mối quan hệ của người khác. Một mình ông bỏ vốn ra ông mua không thể chuyển đổi được. Đấy là thằng bạn ngày xưa nó hôm vừa rồi nó đi xem đất với tôi, nó nói thế. Tôi nói chung là như các bạn biết là khi nói về vấn đề tiền mà trực tiếp cơ hội như này này, là bản thân tại vì mình đéo quan tâm, cho nên kiến thức hoặc là các thứ này nó không rõ ràng. Các bạn xem là các bạn biết tôi là người là trên nền tảng mạng xã hội này, nhưng mà cái người theo dõi này với vấn đề lợi nhuận tôi không quan tâm. Chứ còn nếu mà quan tâm thì ngay từ đầu tôi đã dâng vâng dạ, à vâng xin chào các bạn, mến thương mấy cái gì các bạn chia sẻ đi, like đi mấy cái thế. Nhưng các bạn đã xem video của tôi, có bao giờ tôi ấy như thế đâu. Không phải tôi nói cái vấn đề này để các bạn phải chia sẻ hay là like hay thế nọ kia. Các ông like mới chia sẻ, mà vào chia sẻ người ta đéo quan tâm ấy, thì các ông thành ra lỗi bực cho cái người xem, cho cái người người ta tiếp nhận cái thông tin. Cho nên là nói chung là cái này thì tôi bảo là cái hữu duyên. Đấy, ông nào theo dõi thì còn tôi bảo ngày xưa ấy, cái vấn đề mà tôi bảo các bạn phải thế nọ thế kia là một phần là mình cũng không thích. Mấy cái thứ hai nữa là mình vừa định nghĩ cái đéo gì nhỉ. Cái thứ hai là nói chung là mình kiểu cái tính của tôi cũng không muốn đông ấy. Đông nhưng còn bọn nó không hiểu mình, nó mệt. Còn ngày xưa khi thằng em tôi nó bảo là anh hình như thế, anh làm sao để nắm người theo dõi, tôi bảo là bây giờ người ta phải đi tìm mình như mình làm đéo phải tìm người ta. Những cái mà tôi nói là nếu mà ông nào ông nghe được mà hiểu được mà áp dụng cho bản thân được thì tốt cho các ông, thì các ông không tìm là các ông thiệt, chứ tôi thiệt mẹ gì kiến thức ở trong đầu của tôi. Còn những cái cơ hội này ấy, thì thực tế là các bạn biết thế thôi. Còn người nào mà biết tận dụng thì kiếm được tiền. Người nào không tận dụng được thì cơ hội nó trôi qua. Đấy. Còn bản chất trong cuộc sống này, cái người thèm tiền phải cố gắng đi làm theo, phải làm cái gì? Suy nghĩ, hành động, theo dõi. Đầu tiên phải theo dõi, xong rồi suy nghĩ, hành động. Tức là theo dõi một ai mà theo cái mục tiêu của các bạn. Các bạn muốn nắm người theo dõi cái thằng ấy. Thằng mà nó nắm người theo dõi ấy. Cái cơn đau của các bạn tự các bạn phải trị thôi, chứ chả thằng đéo nào dạy được các bạn cả. Dạy thì nó chỉ là cái lý thuyết thôi, còn áp dụng được hay không là tự bản thân các bạn. Nhưng các bạn đầu tiên, cái bước đầu tiên các bạn phải nhận ra cơn đau của các bạn. Cơn đau nó vẫn ở đấy, nhưng ông cứ mải mê ông ngắm sách ngắm xiếc xong rồi dạy kịch xong rồi như bọn dở hơi ấy, thì là đấy là các bạn chưa nhận ra cơn đau, hoặc nhận ra nhưng mà không giải quyết. Các bạn phải là người giải quyết, chả có ông sư nào, ông Phật nào, ông đéo nào ấy được. Người ta chỉ cho các bạn con đường thôi, ngón tay ta chỉ trăng, đừng có nhìn theo ngón tay ra, nhìn lên chân trăng thì cả tìm đường mà đi, và còn nương theo cái ngón tay để có con đường, chứ còn chả ai ấy được cả. Còn sai lầm của các bà các mẹ với các bạn là cứ ngày rằm mùng một lên chùa xong rồi cầu mong thế nọ kia, mẹ dễ nhỉ, cái này chuối quy đổi ra tiền sức khỏe được thì ngon quá, không có cái ý đâu. Các bạn đầu tiên là bước đầu tiên là các bạn nhận ra là các bạn còn đau, còn cơn đau, còn chưa hạnh phúc. Còn ông nào ông bảo mẹ tao hạnh phúc rồi thì rõ ràng không cần giải quyết cái vấn đề này. Thu nhập 5 triệu đúng không? Bố mày hạnh phúc. Mấy cả không tranh cãi, người ta không tranh cãi trên mạng. Ngày bố mày kiếm được 200 thôi, xong rồi bố mình chơi. Lên mạng để giải trí, nhưng giải trí bình thường người ta không tranh cãi. Tức là khi các bạn còn tranh cãi, còn chửi người khác là các bạn còn đang sân si. Là các bạn muốn đạt được cái điều ấy nhưng các bạn không đạt được thì các bạn chửi. Người ta giải trí là người ta khác cơ mà. Ở cái chỗ này tôi không đồng tình với anh đâu, anh nói thế này là tôi ý hiểu của tôi thế này. Trên cái tinh thần xây dựng, cái điều sân si nó cũng thế, nó chia thành nhiều loại lắm. Tức là cái sự phản biện ấy, chia nhiều loại. Đôi khi là vì tôi nói như này nó không có chuẩn bị cho nên dễ có những cái mà nó cướp lời. Nhưng các bạn phải hiểu là khi mà các bạn đưa ra một cái thông tin trái chiều là sự phản biện. Nhưng mà một phần là phản biện trên tinh thần xây dựng thì nó tốt. Một phần phản biện theo cái kiểu là ghen tức, sân si, mạn nghi, các bạn là hơn cái thằng đang nói, thì đấy là cái sự phản biện không tốt. Phản biện trên cái tinh thần xây dựng cơ, win-win cơ, bố mày hiểu thêm, thằng kia cũng hiểu thêm, cả cộng đồng hiểu thêm, thế là tốt. Lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh là tốt, phản biện đấy là tốt. Còn tôi bảo nếu mà khi mà tôi nói về cái cơ hội này là thường là tôi biết là cơ hội, nhưng mà mình cũng đéo thiết thà.
Tôi nói cho các bạn áp dụng được, chứ còn bố mày còn thiết tha thì bố cũng đéo nói cho chúng mày. Kiểu vậy, nhưng mà thực ra là từ lâu rồi mình cũng bỏ qua cái này. Thì hôm qua cũng mất mấy tiếng. Thấy ông anh nói thì ông ấy ấy dạo gần đây lại cứ xanh si. Xong rồi tôi bảo cái Thủy lúc dậy rồi phát tôi xuống tôi lấy đá để tôi uống cà phê ấy. Tôi bảo biết mày biết bây giờ cái gì đang sốt à? Không. Xanh à, ừ xanh. Mày có tin lên trên kia ông anh á. Tầm này luôn nhá. Ít nhất phải tầm 4-5 người đang vẫn đang ngồi đấy, uống trà xong rồi cứ chỉ trò trò, xong rồi bàn luận về cây rồi các cái xanh ấy. Tầm này này, tầm trưa này này, đéo em đi ăn luôn, cứ ngồi ngắm cây mới bàn luận về cây xong lại rủ nhau đi lôi tha lếch thếch như bọn ăn xin ấy. Cứ đi hết chỗ loại chỗ kia, đấy là nó đang sốt đấy. Còn tôi ra nói cho các bạn những cái gì đang sốt trong cái giới của bọn tôi thôi nha, là tôi hiểu hơn. Chứ còn giới mẹ nào cũng đầy cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà một là các bạn nằm ở cái kiểu mà cứ 3 tháng bố lại chuyển một sản phẩm một lần, thì các bạn không thể hiểu được. Khi các bạn ở một cái giới nào đấy, một cái sản phẩm nào đấy đủ lâu, các bạn sẽ nhìn ra cái sản phẩm ấy nó nắm cơ hội lắm. Nó tăng, nó giảm, nó tăng, nó giảm, xong rồi thị hiếu đám đông. Đấy, tâm lý đám đông. Tôi đảm bảo luôn, chắc chắn luôn, có lẽ chả có thằng thầy nào nó dạy cho các bạn cái điều này. Chứ còn các bạn cứ bảo em nhảy việc cứ 3 tháng một lần ấy, thì làm sao các bạn nhìn ra cơ hội được. Ở thật lâu bên một cái con nào đấy, hoặc ở thật lâu bên cạnh một cái sản phẩm, chắc chắn sẽ có những chỉ chắc là trong vòng tầm 5 năm là nó sẽ có 2 lần biến động, 5 năm là nó sẽ có 1 lần biến động. Ở trong giới này của tôi thì tôi cũng không nằm ở, ví dụ như phải nắm cái sản phẩm mộc hương, nhưng tôi ở trong giới cây cảnh này thì cứ tầm chắc là khoảng tầm 2-3 năm nó lại có 1 lần biến động. Một lần thứ nhất là biến động về giá, biến động về thị hiếu mà các bạn hay gọi là sốt với cả thở. Còn tất nhiên các bạn làm một cái lĩnh vực nào các bạn cũng ấy, nhưng tôi bảo mấy các bạn là nếu các bạn ở lâu trong một cái ngành nghề nào đấy thì sẽ có cơ hội kiếm tiền. Chủ yếu các bạn nhìn ra không, và cái tư duy, cái cách làm của các bạn thế nào. Chứ còn đôi khi các bạn nhìn ra nhưng mà toàn theo cái kiểu biết thế thì, xong rồi đợi cơ hội nó trôi qua các bạn lại bảo là ôi biết thế thì ngày xưa bố nhìn ra rồi. Tại sao các bạn không làm? Tại vì cái người giàu nó còn một cái tố chất nữa là liều. Cái người giàu nó không như các bạn đâu. Nó theo cái kiểu khóc lóc, xong rồi ông Phật ơi, ông thế nọ thế kia, khóc lóc chán, ông Bụt ông hiện lên bảo là làm sao con khóc. Ông phải cho tôi à, ông tôi hâm mộ ông từ bé, nhưng mà bây giờ muốn tôi hâm mộ là ông phải cho tôi trúng lô, trúng đề. Ông Bụt ông bảo ừ tao cho mày trúng. Mẹ lại tuần sau lại khóc. Thế là ông Bụt ông hiện lên, ông lại bảo tại sao con khóc. Sao ông hứa là cho tôi trúng lô trúng đề mà ông không cho à? Bảo tổ sư mày đã mua đâu mà mày bảo tao trúng. Tao đã mua lô đâu, hoặc đã mua sổ số đâu mà mong tao cho mày trúng sổ số. Tao lại bây giờ tao lại phải in cho mày một tờ là vé đã trúng để mày đi mày nhận thưởng luôn đi. Tức là các bạn muốn gặp may mắn, các bạn muốn làm giàu thì các bạn phải làm đã xong rồi tôi mới bảo đôi khi trong cuộc sống của chúng ta mà các bạn cứ nghĩ về vấn đề tâm linh thì là đôi khi là gặp thầy, gặp người đi trước người ta thành công, người ta giới thiệu gọi là thầy ấy, gọi là cơ hội. Xong rồi ở trong giới thì người ta gọi là quý nhân phù trợ. Chắc chắn một điều các bạn phải làm thì mới gặp may mắn được. Cứ trên mạng này, xong rồi cứ như con tôi ấy, hy vọng là sau một giấc mơ, là sau một giấc con ngủ dậy bố không phải là bố nữa mà bố làm vua của một cõi. Cái này đang ở trên từ từ nhá, kiểu như vậy ấy thì không có đâu, chỉ bọn trẻ con thôi. Phải làm thì trong làm nó mới có may mắn. Làm này nó cao nhá, có làm có hành động thì tức là nó đủ lượng thì nó sẽ thay đổi về chất, mà đủ chất nó sẽ thay đổi về lượng. Các bạn hình dung chưa? Còn tôi nói lúc trước tôi bảo là cái vấn đề nữa là cái vấn đề mà quen biết với người giàu hoặc chơi với người giàu, bán sản phẩm cho người giàu thì các bạn có những cái cơ hội gì. Không phải bán hàng cho người giàu mà bạn bán được cây bưởi mà 500 triệu hay 300 triệu các bạn tóm được người ta 100 đâu. Đôi khi còn được mối quan hệ, được những cái mà miếng bánh mà người ta đéo thèm nhặt. Người ta bảo nhưng mà cái này các bạn có thể xem thêm cái bộ phim 30 chưa phải là hết. Cái người vợ này này ban đầu là muốn xin cho con đi học ở trường
mầm non này, cái trường béo thì thường hình như trường mầm non, nhưng của người giàu. Thì ngày xưa tôi có nói là tại sao mà ở trong những cái bộ phim mà hình như là ngày xưa là Vườn Sao Băng, các biết gì, bố mẹ này rất là nghèo, tức là thu nhập cũng bình thường, thu nhập thấp, thậm chí thấp so với người giàu thì nó lại gọi là vớ vẩn thôi, thấp cực kỳ thôi. Nhưng mà người ta vẫn có cái tư tưởng, cái quan niệm là cho con gái vào cái trường của người giàu thì là có nhiều cái cơ hội. Mà tôi bảo nhiều khi những ông đi học thạc sĩ mới tiến sĩ, nhất là những bạn nữ đi học thạc sĩ tiến sĩ rồi học cao ấy, là có dụng ý của người ta. Đôi khi với các bạn thì cứ nghĩ là học tiến sĩ với thạc sĩ là vào đấy để lấy cái bằng, ra thì thu nhập nó cao hơn. Đấy là nó thực tế nhất. Còn đôi khi là các bạn nữ thì bạn ấy học xong đại học, bạn ấy học lên tiến sĩ thạc sĩ, vào đấy là người ta lại có cái môi trường để người ta tuyển chọn người yêu có chất lượng cao. Bình thường các bạn mẹ cái tư duy của các bạn là học cũng thế, không học cũng thế. Hôm qua lại đọc một cái của cái bạn à, của cái bà, của cái bà trang béo nào ấy, nó bảo cháu chuẩn bị đi học 4 năm, mất một tuần này tiền, thôi đừng đi học đại học nữa làm gì, đi học mai sau cũng chạy xe ôm công nghệ thôi mà, ở nhà thì cũng chạy xe ôm công nghệ, đi học nó tốn tiền, tốn thời gian, thôi đi bắt đầu đi công xe ôm công nghệ như bây giờ. Bình thường các bạn nghĩ vào bà này nói cũng đúng. Xong rồi có một cái mà tôi nói cho các bạn ấy, tôi bảo là bình thường nhà này có mảnh đất đang tăng giá, mẹ con thì đang đi vào chuẩn bị học đại học rồi, bán đi được tỷ cho con mấy năm học đại học. Xong rồi ở trên mạng nó có những cái video bảo bây giờ bán đi học đại học, thế là sau 4 năm lại mất mẹ mảnh đất, mai sau còn xin việc nó lại nỗ. Xong rồi mai sau có cái bằng đại học ra rồi, nó xin việc được 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, cố gắng phân đấu được 20 triệu. Quay lại 5 năm sau mảnh đất nó lên mẹ 10 tỷ rồi. Thế đến làm một quyết đi mấy đời sau khi từ lúc bán mảnh đất để đi học đại học, cô nên mới mua được mảnh đất. Ui các bạn nói chân lý quá. Thế thì bây giờ bố mày có mảnh đất nha, bố đéo bán, mày đi học kệ mày, tốt nhất không đi học nữa làm gì. Bây giờ bán mảnh đất, đất nó còn tăng giá, đầu tư vào đất hơn đầu tư vào mày chứ. Nhưng từ trước đến nay tôi bảo là đầu tư cho giáo dục là không sai, nhưng mà giáo dục thì phải có tính ứng dụng. Nó đi học xong rồi cầm cái tấm bằng đại học ra rồi cuối cùng đéo làm gì. Nói chung là cố giải quyết, tí tôi sẽ nói. Nhưng mà cái vấn đề mà để mà các bạn tốt nhất là cái khả năng tự học của các bạn. Chứ còn đi học lộ học kia nhưng cái khả năng tự học của bạn kém thì đéo giải quyết cái gì. Tôi bảo với con Thủy cũng thế. Dạy con rồi bản chất của giáo dục là dạy người ta cái cách tự học. Túi với quần áo của nó cứ để mẹ vào gốc cây thì có phân gà. Mình đứng từ xa mình bảo phân gà mày sao để quần áo ở đấy. Nó bực, nó chửi mình lại mình luôn. Nó bảo biết thế thì nhặt ra chứ này. Tao bảo giáo dục là chỉ cho người ta biết và người ta phải tự làm. Tao không đi làm hộ mày được. Quần áo mày để trong đống phân gà kia, kiểu gà bón cây ấy, phân gà bón cây ấy. Ở đấy nó có con bọ. Bản chất của giáo dục là chỉ cho người ta và người ta phải tự làm. Tao bây giờ tao thấy quần áo mày để trên đống phân gà, tao nhặt ra lần sau mày lại để. Nó hay có cái kiểu ấy nhá. Đi đường tôi bảo là bây giờ mày muốn rẽ sang bên trái thì mày phải chủ động mày đánh lái sang bên trái, mày đứng ở đấy. Chứ bây giờ mày cứ đứng bên phải xong rồi cứ còn lâu mới đi được, nó cứ đi thẳng. Xong mày không bao giờ mày sang trái được. Còn tôi cũng không biết là có áp dụng đúng luật giao thông không, nhưng đại ý tư tưởng là cái mình bảo nó là như thế. Và kinh nghiệm của mình như thế. Nếu mà mình đang đi như này mà mình là xe máy mà mình muốn rẽ trái thì mình phải đánh lái từ trước. Vừa đi vừa ấy đằng kia là bố mày đã, khi mà đến chỗ đèn xanh đèn đỏ là bố mày bên trái rồi. Đây nó khi đến đèn xanh đèn đỏ nó vẫn bên phải, xong rồi đứng bên phải để chờ sang bên trái. Cái bọn kia nó đang rẽ phải này này. Nó cứ bấm còi loạn này. Xong bắt đầu lúng cuống đéo biết đứng chỗ nào. Các bạn biết là các bạn đang đứng trước đèn xanh đèn đỏ mà bình thường các bạn là xe máy, các bạn đứng ý thằng cụ đấy để chờ rẽ bên trái, bọn kia nó rẽ bên phải này, thế là các bạn đéo biết đứng đâu, lơ ngơ đéo biết đứng đâu. Đứng ở giữa thì nhiều khi là tí đèn xanh là nó còn đi thẳng, ông đứng bên phải thì là nhiều thằng nó đang rẽ phải, thế là ông đéo được đứng ở đấy. Nhưng bảo nó đéo nghe này. Bảo nó lại có một cái câu như này này: sao anh biết thế thì nên mà lái. Bảo bao lần rồi nhá, mấy năm, bao nhiêu năm,
Nó cứ có cái câu là biết biết thì đi nên đi mà làm. Tôi bảo bản chất của giáo dục là tao nói cho mày để mày biết mày làm, biết sai mà sửa. Chứ còn bây giờ bố mày biết bố cứ phải làm thì cuối cùng mày không bao giờ mày làm cái gì. Cái bản chất của những cái người như thế nào nó hay thế, cứ chỉ tay năm ngón là giỏi, nói thì giỏi, nên mà làm, giỏi nên mà làm, làm tao làm được ngay. Nhưng bản chất của giáo dục là phải chỉ cho mày và mày phải thực hành, không phải bố làm cho mày tất. Nó hay có kiểu ấy, biết thì nên mà làm, cứ ở dưới này đã bực thì chớ, đã mệt thì chớ, đã lắng thì chớ. Thế là từ đấy tôi đéo nói nữa. Ngày xưa cứ đến chỗ ngã ba ngã tư là mình bảo, nhưng mà kiểu có con gái này nó run, đang đi bên phải này, anh cứ né sang bên trái, thì bố chuẩn bị ra trái thì bố né sang bên trước. Bây giờ đến đèn xanh đèn đỏ cứ bấm xin nhan, nhưng mà đứng bên phải thì đéo được, tại vì nó chuẩn bị cái xe kia nó chuẩn bị rẽ phải rồi, nó cứ ô tô tiếc bút quậy nó không đứng được bên phải, đứng ở giữa thì nhiều khi nó đi thẳng nó đéo cho đứng, đi bên trái thì chưa sang kịp, cứ thấy ô tô nhiều như này đéo sang được xe mấy các cậu ơi. Thế là tôi mới bảo là nếu mà mày mà đã chủ động rẽ trái thì mày phải đi trước, mày rẽ trước, khi đến đèn xanh đèn đỏ mày đã đứng bên trái rồi. Nó đéo nghe, nó cứ có cái câu nó bảo biết biết thì nên mà làm. Tôi bảo bây giờ tao làm được ngay. Bây giờ mày không làm được thì mày nghe mà áp dụng. Đéo cứ nói cái câu là biết thì nên mà làm, còn không làm thì ngồi cung cười ngồi đấy, không nói năng gì cả. Ngày xưa có cái mà là tôi biết tôi làm được, nhưng đến phiên nó thì tôi bảo nó làm, không bao giờ nó làm. Cứ có một cái câu nhại đi nhại lại. Sao anh giỏi thế, sao anh biết thế, cứ ở dưới chỉ tay năm ngón lên đây làm. Chẳng lẽ cứ đến chỗ ngã tư, ngã ba, ngã tư hoặc là chỗ mà rẽ là mình lên mình nay thay nó. Thì đến cuối đời nó đéo biết rẽ trái là đi như nào cho nó ngon. Ôi à, cứ chờ. Đấy, bọn ấy nó hay có kiểu ý đấy. Nhưng mà nó mua mấy suất đất đấy. Phải mình kiểu mình chỉ chăm chăm vào vấn đề giáo dục người ta. Mình có bao giờ nghĩ mua đất mua điếc đâu. Cho nên anh em chúng nó bảo không có cái thủy thì tầm này mày vác bị vác cái cắt kiểu. Bọn ấy nó kiếm tiền cũng ác đấy, đừng ông đừng nói ấy. Chẳng qua là cái tư duy nó bảo thủ thôi. Nhưng mà con người ta hay có kiểu này, người ta bảo thủ ở từng cách, từng cái. Có những cái nó nhanh nhạy phết đấy. Nhìn cơ hội nó kiếm tiền ác hết, nhưng mà đôi khi nó cũng gặp may. Như mình đây cái đợt đầu tiên, còn nói cho các bạn thì cái đầu tiên hôm qua làm cái vấn đề mà xanh đấy thì đầu tiên tôi có nhắc cho các bạn rồi. Đầu tiên tôi nhắc cho các bạn là các bạn ở một cái giới nào đấy hoặc các bạn ở trong một cái sản phẩm nào đấy đủ lâu, trong một cái ngành nghề nào đấy đủ lâu, lại là cao nhá. Thì tôi không viết sai chính tả đâu, nhưng mà cái người Hưng Yên, cái người Hải Dương nó có cái ý, nó do nguồn đất, nó do hướng nhà, nó do phong thủy hay nó do cái đéo gì ấy, ngọc N mà L. Các bạn phải làm đủ lâu. Cái giới trẻ bây giờ không hiểu, nhảy nhót loạn xạ lên. Cái thứ hai là nhảy việc thì các bạn không nhìn ra cơ hội. Các bạn phải ở thật lâu, đủ lâu, không nói thật lâu. Chứ còn nhiều khi có những ông mà ông ấy nghe mình, ông ấy lại làm một cái gì đấy 30-40 năm. Nhưng cái quan trọng nhất là cái tư duy của các bạn nhìn ra cơ hội hay không thôi. Ở thật lâu thì nó sẽ có cơ hội, chứ nó hiện ra rõ ràng. Nhưng tôi còn bảo cái tố chất của người giàu ấy là cái tố chất chịu mạo hiểm. Ở trong giới kinh doanh hay giới đầu tư nó có cái câu đầu tư mạo hiểm ấy. Chứ còn nếu mà đầu tư mà rõ ràng mà ăn nhiều tiền ấy thì đúng là cũng chưa đến lượt các bạn. Nhưng rõ ràng các bạn ở trong giới thì đầu tiên cơ hội đến với các bạn trước. Nhưng mà đôi khi là các bạn không có tố chất của cái người chịu mạo hiểm ấy thì các bạn cũng không giàu được. Bình thường các bạn hay có kiểu là biết thế thì mấy cơ hội nó trôi qua. Ví dụ Mộc Hương hoặc đây là trong giới tôi nói thì các bạn để các bạn nói ấy thôi. Vì tôi hiểu nhất. Chứ còn ở trong giới của các bạn thì cũng đầy cơ hội. Nhưng mà các bạn thiếu một cái là nó ngày xưa nó cũng có nói ấy. Cái người mà có thể làm vua, làm lãnh tụ ấy. Ở trong cái quyển ấy, quyển Luận Anh Hùng của Dịch Trung Thiên. Một là cái loại như Lưu Bang vô sản, loại như kiểu Lương Sơn Bạc ấy, tù tội sẵn rồi, đéo có nhà, đéo có vợ, đéo có con, đéo có cái gì cả, thì mới vào cái canh bạc chính trị, canh bạc gọi là canh bạc, người ta mới chịu đánh bạc. Bố làm gì có cái gì để mất mà bố phải sợ mất.
tính mạng này, bố mày cứ lật đổ được vua kia là bố lên làm vua là bố đã thành công rồi. Cả đời chưa được ăn sơn hào hải vị, được ăn đã thành công rồi. Chứ còn mạng này thì có xá gì, đừng nào chả chết, ai chả chết. Đấy, những cái người người ta mới khởi nghĩa được, người ta mới làm vua được. À, trong quyển luận anh hùng nó là đại ý như thế. Một là theo cái kiểu là không còn gì để mất, tao làm gì có cái gì để mất mà tao sợ mất. Hai là vốn nhiều như Hạng Vũ. Thế trường hợp ấy là trường hợp new manh thì làm đéo còn gì để mất. Mất danh dự, tao làm gì có danh dự mà mất. Bố mẹ tao còn nghĩ tao là cái loại hư hỏng đây, đéo có nghề nghiệp gì, suốt ngày ăn nói liên tha liên thiên, nhìn gái rồi nắc mông nắc đít. Nhưng mà cái người ta có là cái trí. Mẹ những cái thằng ấy nhìn thấy vua đấy, nhìn thấy Tân Thủy Hoàng Lưu Bang bảo là làm người phải được như thế. Thế gì đấy. Còn Hạng Vũ là như kiểu hào tộc ấy, quý tộc, lưu manh với cả hào trưởng kiểu như thế. Cái người hào trưởng thì nó không thiếu vốn, không thiếu sự ảnh hưởng. Nhắc đến là đây là cháu của hạng gì đây, hạng gì nhỉ, Hạng Yên, tướng quân của nhà Sở mấy gì đây. Cái hạng đầu tiên mà khởi nghĩa được là một là ông cầu bất cầu bơ, ông đéo có gì để ông phải vào canh bạc, cùng lắm là mất cái mạng đi đéo gì. Mạng này thì cứ lật đổ được vua là đã có công rồi. Ngày xưa là năm anh em cái đéo gì mà ở dưới nước ấy nhỉ, không đi lại không đi lại phí cả việc không đi. Đó. Cuộc đời thế là thành công rồi. Cứ lật đổ được vua là bố mày thành công rồi. Không cần biết thằng lật đổ xong thằng nào lên làm vua, bố mày cứ lật đổ là bố thành công. Mấy bọn khác là bọn hào trưởng, có tiền nó đầy, mối quan hệ nó đầy, sự kính trọng nó đầy, nó không sợ mất TTV nữa. Thế là thành công, phải lật đổ được. Thì Hạng Vũ có cái câu là hắn làm được thì ta cũng làm được. Cái này dạo này cứ Facebook nó lại ấy nhỉ. Thì các bạn nên đọc quyển luận anh hùng, các bạn nên đọc quyển luận anh hùng của Dịch Trung Thiên. Còn cái tố chất thì cũng đầy ông hào trưởng, đầy ông lưu manh, nhưng không thể lên được. Thì nó cứ giống cái trường hợp bà Tân và Tiếc ấy, như kiểu Quang Linh Vlog bây giờ. Cái thằng đầu tiên hôm nay, cái thằng bỏ mẹ gì nó bình luận, nó bảo là tầm cỡ của Quang Linh Vlog. Tại vì ở cái bài kia tôi bảo là ví dụ hôm nay tôi phát cái cây này, xong ở trong video tôi nói Quang Linh Vlog đang hỏi giá cái kìa, Sơn Tùng MTV đang hỏi giá kìa. Thằng ấy nó thần tượng quá, nó bảo là tầm cỡ của Quang Linh Vlog mà lại đi hỏi mày. Tôi nói thật ra là các bạn rất mù mờ nhá. Các bạn biết người ta tầm cỡ, ông nào tầm cỡ, thì các bạn đánh giá người ta tầm cỡ qua cái gì? Các bạn đánh giá người ta, thần tượng người ta vì người ta tầm cỡ, một là trên tiền, hai tầm cỡ là trên lượng người theo dõi, sự hâm mộ của người khác. Tại sao các bạn lại thần tượng người ta? Tại vì cái điều ấy các bạn không làm được. Các bạn rất thích nhưng không làm. Nhìn thấy người khác có là các bạn hâm mộ. Bây giờ các bạn rất thích giàu, rất thích có tiền, đéo biết bắt đầu từ đâu. Thế là có ông nào giàu qua là các bạn xúm núm xum xoe. Tôi không thế. Tôi thần tượng ai là tôi học được gì từ người ta thì tôi thần tượng. Tiếc là ít người làm tôi thần tượng. Thì ở đương đại này thì tôi mới tin. Những ông trong lịch sử thì tôi vừa rồi tôi cũng đang đọc Nguyễn Bỉnh Khiêm mấy cái thứ cái kìa. Nhưng mà vì người ta không đương thời cho nên là lịch sử được kẻ chiến thắng viết nên mà thành ấy. Tôi đang triều Thanh đây, ông ở triều Minh. Thì triều Thanh nó dìm ông đến chết, ông có giỏi cỡ nào. Nguyễn Ánh có quật mộ Quang Trung luôn. Nhưng bây giờ chúng ta lại thờ cả hai. Chúng ta thờ cả Nguyễn Ánh, thờ cả Quang Trung. Tôi đánh giá thì cái người xưa người ta cũng hận thù sân si bỏ mẹ lên. Các bạn thờ thì thờ, tôi theo đám đông tôi cũng thờ. Nhưng trong đầu tôi bảo mẹ tham sân si mạn nghi như này tôi không chơi. Các ông thờ tôi cũng thờ. Dân cùng thờ thì tôi cũng thờ. Thế tôi nói thật cho các bạn, để các bạn cắt video các bạn báo công an công nghiệp nha. Nhưng mà tôi nghĩ trong đầu phải tham sân si mỏng nhạt, sống vị tha thì tôi mới đáng, để từ trong tâm tôi
Còn tôi gặp tượng, tao gặp tiếc, các bạn quỳ bố cũng quỳ. Nhưng trong đầu tôi bảo ông mẹ toàn vĩ nhân với nhau, anh hùng trọng anh hùng. Các ông không tôn trọng nhau thì thôi, các ông quật mộ lên. Còn cái chuyện ngày xưa ông Quang Trung, ông ấy dí Nguyễn Ánh, chạy bán mạng. Thế là đến khi ông Nguyễn Ánh, ông ấy là bố phải quật mộ lên luôn, bố phơi xác. Nguyễn Ánh ấy, vua hình như vua Gia Long rồi, lật ra nhà Nguyễn này. Xong rồi đến hết nhà Nguyễn thì chúng ta pháp thuộc. Thế nói cho các bạn trẻ như thế, hiểu chưa? Còn cái ông gì kìa, tầm cỡ, các bạn nghĩ người khác tầm cỡ thì tôi phải nói luôn là khi các bạn nghĩ ai đấy tầm cỡ là cái điều các bạn rất là muốn nhưng các bạn không đạt được thì các bạn cho người ta là tầm cỡ. Nhưng tôi bảo thật với tôi ấy, thì ở ngoài kia thì có rất nhiều bà Tân Vlog, chẳng qua một bà Tân mà nổi lên thôi, ông Trường Vlog rồi bà Lý Sơ Lít rồi các kiểu toàn siêu to khổng lồ. Ăn may thì cái bà kia mà nổi lên. Quang Linh Vlog thì thật sự là ở Việt Nam mình sang bên Ý tầm 40.000 người Việt. Con số là tầm 40.000, sau dịch thì nó ít hơn. Sau 2019, 40.000 người Việt đang ở Angola, đang ở bên Ý. Nhưng đôi khi là thánh nhân đãi kẻ cù khờ, hoặc thế đéo nào, hoặc là do một cái nhân duyên gì đấy, hay là một cái gì đấy. Chứ ở ngoài kia cũng rất nhiều ông minh tuệ, tôi đảm bảo luôn. Chẳng qua là các bạn đang có dành cái sự chú ý cho một cái ông thôi. Ở ngoài kia rất nhiều ông đi khất thực, ông đi lang thang, ông quên, xin lỗi cái từ lang thang nhé. Rất nhiều. Không, nói chung là cũng không phải là tầm 2-3 nghìn ông. Nhưng mà tôi cứ đảm bảo luôn, không phải một mình ông Minh Tuệ. Thậm chí người ta còn vô vi hơn. Còn hôm trước tôi có một bài nữa, tôi nói về trường hợp nếu mà các bạn đang hâm mộ ông Minh Tuệ. Với tôi nhìn vào cái trường hợp ông Đường Tăng thì khéo mà. Ông Đường Tăng ông vĩ đại vô cùng luôn. Ông Đường Tăng ở trong Tây Du Ký ấy, mà ông ấy nào có thật. Tại vì người ta làm cái gì, người ta đi từ Đại Đường đi sang Tây Trúc. Nó là quãng đường nó dài vô tận luôn. Núi cao vực sâu, cướp giết hiếp các kiểu. Pháp luật thì không có, đường thì có phải là đường bây giờ nó đi bon bon. Xong rồi có đèn xanh đèn đỏ để các bạn còn sang đường đéo đâu. Rắn rết hổ báo cáo trồn ông ấy còn đi một mình cơ. Pháp luật thì chưa có, nó chia thành tiểu quốc nhỏ. Mục đích của ông ấy đi không phải là đi để bố mày đi đâu. Ông đi vì lý tưởng, ông có lý tưởng. Nó đi vu vơ cho hết ngày mà rèn luyện những cái mà tôi bảo là rất là nhỏ so với cái mục đích, so với thời gian, cái công sức. Còn tôi bảo là cùng nắm là tu thì đục đọc giác Phật. Tại vì cái nó chỉ tu được cho bản thân thôi. Các bạn xem thế các bạn học được cái mẹ gì. Đến tôi đây bà già còn chửi bà mẹ lên. Mày tu cái đéo gì, đám cưới nhà lọ không đi, đám cưới nhà lọ không đi, đám ma nhà lọ không đi. Thế mai sau nhà mày có việc thì ai đi. Bà vẫn chửi tôi như thế. Nhưng cứ hỏi ông sư Minh Tuệ mà xem. Các bạn mà muốn áp dụng cái ý á, bố mẹ các bạn chửi cho như chó. Đến tôi này bà già còn nói, sao đám cưới không đi, đám ma không đi, thế nọ thế kia mày không đi thì người ta ngay cả việc lập gia đình thôi. Tôi chả biết các ông thế nào, các ông không lập gia đình tầm này 30 tuổi còn ngồi xem live bố mẹ các bạn nhìn ạ. Ui, nhưng mà bố mẹ các bạn khéo vẫn đặt avatar ông Minh Tuệ nhá, nó rất hay. Nhưng tôi nói cái điều này các bạn đặt, bố mẹ các bạn cũng đặt, nhiều ông thế lắm. Nhưng các bạn áp dụng một phát là toay rồi, chửi từ trong ra ngoài, chửi từ ngoài vào trong. Bản thân các bạn cũng thấy, tại sao mình không lấy vợ nhỉ? Thế này lại mất mẹ 200 nghìn rồi, 300 nghìn hay 400 nghìn, đâu tôi không đi, tôi không biết. Học được gì? Không học được gì, cứ đặt avatar xuống thế thôi. Cô gọi là coi cọp. Không học được cái gì? Còn đừng lấy những cái người như thế này làm thần tượng, tại vì các bạn phải học được cái gì người ta. Các bạn bảo tầm mới cỡ mới thế loại thế kia. Còn ngày xưa ông Đường Tăng ông đi, vì là ông ấy áp dụng kinh sách ấy, nhưng mà ông cảm giác như là có cái gợn, bố mày phải sang Tây Trúc bố lấy kinh thật, kinh xong rồi về bố dịch thiên âm, mất bao nhiêu năm ông dịch để các bạn bây giờ có những cái kinh từ tiếng Trung nói ra. Còn ngày xưa kinh nó bát nháo ấy, còn nó không đúng ấy, người ta có mục đích người ta đi. Nhưng mà với các bạn mà tôn thờ như thế thì tôn thờ ông của hiện thời này, thì ngày xưa với tôi ông Đường Tăng ông quá vĩ đại luôn thật. Nhiều ông ấy vĩ đại lắm. Thì so với các người mà tôi ấy thì là ông Đường Tăng cũng vẫn bình thường.
Thật. Nhưng mà các bạn có tin là ông Đường Tăng và các bạn mà ông ngu không? Đeo rồi. Bố mày hâm mộ cái phim mày, bố chỉ hâm mộ mỗi Tôn Ngộ Không. Xong rồi bảo là mẹ kể mà như Bát Giới thì lại hay. Có ăn có được lói không? Người làm đéo cần làm. Về sau cũng đắc những cái quả lọ quả kia. Kể mà mình như Bát Giới thì tốt. Như Ngộ Không nó cứ nào chỗ lọ nào chỗ kia. Mẹ may mà nó bất tử đấy. Không thì nó không bất tử thì cũng chết từ tập 1. Dạ. Các bạn có hâm mộ Đường Tăng đéo đâu, các bạn toàn chửi lại thôi. Nhưng mà đấy là bộ phim thôi, còn trong lịch sử thì ông ấy đi một mình. Ở trong cái bộ phim hay là trong tiểu thuyết ấy thì người ta nói cái vấn đề là 4 năm thầy trò Đường Tăng là một người, Ngộ Không là như cái tâm gọi là tâm vượn này, tâm vượn ý mã. Cái tâm của các bạn nhảy nhót nhót như khỉ luôn. Tức là 4 năm thầy trò Đường Tăng là thành một người ở trong ấy nó chia ra 5 6 nhân vật thì các bạn đọc thêm này. Ui rồi Tam Quốc Diễn Nghĩa hàng nghìn năm vẫn còn ngồi phân giải bình luận. Còn lúc trước nói về cái chuyện mà làm giàu ấy thì hôm nay tôi có nói một tí. Nhưng các bạn có thể tham khảo thêm, xem thêm. Thì hôm nay có thể là các bạn xem cái bộ phim 30 chưa phải là hết, cái bộ phim của Trung Quốc. Đại ý thì là cái trường hợp này là cái bà mẹ, bà vợ. Nó Facebook này nó cứ đẩy mẹ ra này. Bà vợ này, bà ấy cũng tầm 30, lấy chồng, cho con muốn đi học. Còn lúc đấy đang dừng lại cái chỗ đi học đại học. Bình thường các bạn với các mẹ, các bố ấy. Nó như cái bà kia bà ấy nói ấy, đi học cũng thế mà đi không đi học cũng thế. Bán một mảnh đất 1 tỷ mà đi học mất 4 năm. Ra cũng chạy xe ôm công nghệ. Cũng như cái thằng đéo đi học tốt nghiệp cấp 3, đi học làm đéo ấy. Mai sau học xong, xong rồi 4 năm mới 10 năm sau. Lương cứ 10 triệu, đến bao giờ mới mua được suất đất. Mà suất đất bây giờ nó có phải 1 tỷ đâu, nó lên mẹ 10 tỷ rồi. Rất nhiều những cái như thế. Thế thành ra các bạn bảo, ô, bà này nói đúng nhỉ. Ô, đi học đại học hay nỗ. Nhưng thực ra là cái đi học đại học nó nhiều lắm. Đầu tiên là các bạn học kiến thức. Xong rồi các bạn có cái bằng. Mấy cái thứ hai nữa nha. Rất thương những anh em không đi học đại học. Là khi đi học đại học thì cái mối quan hệ, cái tầng bậc của các bạn đã được nâng cấp. Nếu các bạn, bố mẹ các bạn không bán nhà đi để cho các bạn đi học đại học thì cái môi trường, ví dụ các bạn học lớp 12, tốt nghiệp lớp 12 thì cái giới mà các bạn chơi chỉ toàn ông lớp 12. Cái đối tượng phối ngẫu, cái đối tượng các bạn quen và yêu và lập gia đình là đối tượng tốt nghiệp cấp 8, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Tại vì rõ ràng các bạn là nam giới, các bạn tốt nghiệp cấp lớp 12 khó để các bạn lấy được một con cao đẳng lắm. Khó nữa là các bạn lấy được một em thạc sĩ, tiến sĩ đó. Trừ khi các bạn học lớp 12, tốt nghiệp lớp 12 nhưng các bạn mẹ làm chủ doanh nghiệp các thứ linh tinh. Mai sau các bạn mua cái bằng. Bố mày cũng thạc sĩ đây nhưng mà bố đéo cần đi học. Tức là tôi đang nói cái vấn đề ngoài trừ việc đi học các bạn có kiến thức, có cái bằng. Thì cái môi trường của các bạn, cái đối tượng phối ngẫu của các bạn đã được nâng cấp lên rồi. Ai nói cho các bạn cái vấn đề này? Xin lỗi là cũng chắc cũng nhiều người nói. Nhưng ông vừa rồi mình tò mò ông Lý Hồng Chí. Ông ấy rất hay nhấn mạnh là cả nước, cả thế giới có một mình tôi nói điều này thôi. Không nghe lâu là không nghe nhanh là chết, là thiệt các bạn. Thế tôi bảo ông này ông còn đề cao mình lắm. Biết đâu ở Việt Nam lại có thằng bỏ mẹ là nó nói ý như ông. Nó thậm chí nó còn nói trước, nó nghĩ trước cơ. Đâu có ông có theo dõi nó đâu mà không biết, đúng không? Ông Lý Hồng Chí có theo dõi tôi đâu mà tôi biết. Tôi bảo thật với các bạn là cái điều này ít người nói, phải nói thật ra là ít người nói. Đi học đại học đâu có phải là chỉ mới học kiến thức, có cái bằng, nâng cao cái tầng của các bạn lên. Khi bạn học lớp 12 các bạn giữ nguyên cái nhà, cái đất ý, các bạn không bán, ra chạy xe ôm công nghệ. Thì cái tầng mà các bạn chơi với người ta, quen biết rồi tán rồi mai sau lấy nó làm vợ, chỉ từ lớp 12 đổ lại thôi. Trừ khi các bạn xuất chúng. Xuất chúng thì đấy là cái khả năng tự học người ta tốt. Thì bản chất của giáo dục là nâng cao cái khả năng tự học của các bạn. Thì thực ra tự học thì nó đéo cần đi học ở đâu. Nếu mà tự học thật thì tôi mới bảo giáo dục chẳng qua là nâng cao cái khả năng tự học của con người thôi. Chứ còn nếu các bạn có khả năng tự học rồi, các bạn quay ra nhìn thầy, cô, giảng viên rồi tiến sĩ đang dạy các bạn ở trên đại học, chẳng qua nó chỉ là cỏ thôi. Đấy là khi mà các bạn nhìn ra nhé. Có tức là gì? Là tức là các bạn, ví dụ như bây giờ có những ông giảng viên các thứ không? Tất cả
cả những bài giảng của bố mày là ở trong cái quyển này này. Nếu chúng mày tự học được không cần lên lớp. Nhưng mà quan trọng nhất là các sinh viên, các người học viên có tự học được đéo đâu, cần người chỉ. Còn với các bạn mà có khả năng tự học, bảo ôi cái bài giảng này hôm qua bố mày vừa đọc ở quyển này trang này, hôm nay lại B, giáo viên cấp 3 đang dạy cái bài toán này, các bạn ô mình vừa làm ở trong quyển luyện đề thi này xong, hôm nay bà lại B ra, thế là phí mất một buổi học này của bố mày 3.000 hay 30.000 một buổi rồi. Thì các bạn lại bảo ô bà lại toàn cóp nhặt để trong sách, chả có kiến thức mẹ gì của bà ấy cả. Nhưng mà bà ấy được cái là bà ấy túc, hoặc ông thầy ấy, ngày xưa mình có nói cái vấn đề này, xong rồi giới trẻ nó hoặc là cái giới ở trong giáo viên nó cứ vào tranh cãi loạn ấy. Nó bảo giáo viên cái nghề cao quý này lại là cò, cò kiến thức cơ đéo gì, ông phát minh được cái mẹ gì, trải qua bao nhiêu năm, thế là các ông cứ đọc cho học viên. Chứ bình thường lên lớp các ông bảo là nếu mà học sinh có khả năng tự đọc được cái quyển này, tôi toàn lấy ở các quyển này hết. Đây bài này hôm nay tôi ghi là quyển này luyện đề thi trang bao nhiêu hay bao nhiêu, các em cứ đọc đỡ phải lên lớp, đỡ phải tốn tiền. Nhưng khổ lỗi là học viên lười lắm, sinh viên cũng lười, nên giáo viên mới có chỗ. Các bạn hình dung nhờ, thì tôi mới bảo bản chất của giáo dục là nâng cao cái khả năng tự học của mỗi con người. Nhưng khổ lỗi là người ta không có khả năng tự học, toàn bắt người khác phải chỉ. Chỉ còn đéo thèm học ấy, chứ đừng có khả năng tự học, tự tìm tòi. Thậm chí bây giờ các bạn muốn giàu nhé, biết là cái nỗi đau của các bạn, thì các bạn phải biết là theo dõi ai, thằng nào đã giàu để bố mày theo dõi. Còn như cái thằng mà cổ áo không bẻ, nó đéo giàu đâu mà bố mày xem. Nhưng nó nói thì đúng, thì xem. Tìm thông tin trên Google, YouTube, Facebook, kiến thức bây giờ nhiều lắm. Nhưng bình thường mình có tâm lý của các bạn là đéo thèm, bố mày nỗi đau của bố vẫn ở đấy, nhưng thằng khác phải chữa cho bố cơ, kiểu như thế. Xem những cái mà nó làm cho các bạn giảm cơn đau, đánh lạc hướng. Bố mày xem cuộc sống châu Phi nó khổ hơn bố mày này, thế là mình cũng rất hạnh phúc. Thế quên mẹ cơn đau đi. Ông Việt Nam vô địch bóng đá SEA Games, SEA Games, mấy ở Olympic Paris phải biết. Cơn đau nó vẫn ở đấy, nhưng bố mày tìm cái khác để bố mày đánh nửa cái cơn đau. Thu nhập 7 triệu gì? Bố mày xem Olympic Paris. Cái sông Nin, sông Niếc đéo gì. Thế nào cuối cùng cơn đau thì của các bạn là thu nhập thấp nó vẫn ở đấy. Bố mày xem muốn nó hồng. Các bạn không có khả năng nhận ra cơn đau của các bạn, ai chỉ cho các bạn cái gì? Nhưng mà con thằng Huấn này, con thằng nào nó bảo là mẹ thu nhập thấp đi chỗ khác chơi. Mày phải nhìn thẳng vào cơn đau của chúng mày, thu nhập đang 7 triệu, 5 triệu đéo bán được hàng. Theo dõi thằng nào đang bán hàng nhiều ấy, xong nó nói áp dụng được thì nó tốt. Còn đôi khi nó cũng đéo bán được hàng đâu, nhưng mà lên mạng cứ bảo anh nọ anh kia chốt đơn này. Còn lúc trước các bạn ấy bảo tầm với vóc của người nọ người kia. Với tôi thì tầm vóc người ta là những cái gì người ta cho tôi biết. Tôi học được gì của người ta thì tầm vóc người ta cao hơn tôi. Chứ còn xem chúng nó mẹ mình đéo áp dụng được. Tại vì nó bán những sản phẩm 100-200 nghìn, 30-40 nghìn bao ship, tôi có làm cái gì đâu mà tôi học. Thì tầm vóc của nó thế thôi. Thằng nào cùng bán sản phẩm, cùng tư duy, trên vượt trên tư duy của tôi. Ngày xưa tôi bảo ấy nè, mẹ đời sống này, cái trên Facebook này nó cứ buồn cười, chắc nó đéo cho mình phát rồi. Nó bảo bây giờ cuộc sống nó cứ thế này, thà mình cứ nghĩ như ngày xưa, như cái thời phong kiến ấy. Bây giờ cứ tìm đâu một cái ông lưu bị, ông có giỏi hơn mình từ tư duy, từ hành động. Đấy, cho nên tiệu triệu tử rong nong có giỏi đến mấy, cứ thấy ông lưu bị mới Quan Vũ mới thế nọ kia ấy, nó chạy theo thôi, mang cả lồi liêu xoong chảo vợ con theo ông lưu bị. Tại vì người ta biết ông lưu bị cái tầm của người ta cao hơn, bố cứ thế bố theo. Nhưng bây giờ này cứ lẫn lộn lung tung đi. Ông nào tầm cao hơn được mình để mình nhận chân ra được, để mình cứ mang theo lồi liêu xoong chảo, bố mày sống chết vì ông như bây giờ. Ngày xưa tại sao người ta sống chết vì một người? Tại vì cái người kia cái tầm của nó cao hơn nhiều. Mày cùng nắm mày làm thì kể cả xem video của ông lưu bị luôn. Tức là ra cả, tức là cái ông Gia Cát Lượng này, ông Quan Vũ này, ông có xem live stream của Lưu Bị đi chăng nữa thì đéo làm được như ông Lưu Bị. Muốn học lắm, thần tượng lắm, nhưng có xem live stream đéo học được. Thế bố mày mang cả xoong lồi, mang cả gạo thừa, canh cặn, cơm kiếp các thứ, vợ con bố theo ông luôn. Đây nhà em có mấy mẫu ruộng để anh bán đi, anh khởi nghĩa. Ngày xưa nó hay, đỡ phải học tập, đỡ phải thế nọ. Bố cứ đi theo Lưu Bị, chỉ đông thì bố đánh đông, chỉ nam bố đánh nam.
Lưu Bị bảo xin lỗi, lại chạy ra hướng Bắc đi, lại chạy. Tại vì anh Lưu Bị anh ấy nói thế là đúng, mặc định luôn. Người ta gọi là quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng mà quân ra quân, thần ra thần. Đấy, các bạn ấy, nếu mà nói về cái vấn đề quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu, mấy cái đéo gì ấy, thì các bạn bảo phong kiến. Xong rồi nó như thế là để nó ép thần, nó ép con là phải nghe lời bố mới thế này. Nhưng thực ra Nho giáo là đầu tiên hướng cái người ở tầm dưới phải vâng lại người trên. Nhưng người trên muốn ấy thì là người trên phải đủ tốt. Đấy, vua ra vua. Đấy, chứ mà vua mà tham nhũng, vua mà thế nọ thế kia thì bây giờ ví dụ như bố say rượu ấy, xong rồi bảo là con mày chết mẹ mày đi, xong con cũng ra kia chết đi, thì bảo là đấy mới là cái hiếu thì cũng sai. Bố thì phải nghiêm túc nghiêm chỉnh, có xem sách xem xiếc hiểu đắp chăn vào. Ở đây xem sách suốt ngày, xong rồi suốt ngày gái cú mới cờ bạc, xong rồi bảo là ngày xưa các cụ bảo phụ xử tử vong, xử không xử bất vong bất hiếu, mày bố mày bảo mày không chết mày đi ra ghi cho bố lợ con nô, mày ra mua rượu chịu cho bố, mày không theo là mày bất hiếu. Đầu tiên là người ta nói cái phụ xử tử vong ấy là người ta muốn cái bề dưới vâng lại người trên. Nhưng mà bề trên phải ra bề trên. Ngay cái việc ví dụ sai con nó đi mua rượu là sai rồi. Bố nghiện rượu đã là sai rồi. Nắm triệt để là bây giờ bố đi mua rượu, bố bảo mình mua rượu và mình không mua rượu là mình bất hiếu là sai. Đấy, bố không uống rượu thì bố mới đúng. Bố lại sai mình đi mua rượu, mới mua bia, mới mua nọ, mới kia là bố sai. Bố phải ra bố đã. Thần ra thần, vua ra thần, vua. Đấy các bạn không hiểu, các bạn nắm vào đấy. Bố các bạn bảo đi ra mua ghi lô chịu cho các bạn cũng vâng mệnh, bảo là ngày xưa các cụ bảo. Bố bảo cái gì mà không làm là bất hiếu, cũng không phải. Bề trên hay thế. Tao bảo mày ghi lô hay là thế nọ thế kia thì bố tao là bố. Tao bảo mày, mày không nghe là mày là bất hiếu sai. Đấy các bạn phải biết như thế, nên là nói thêm. Còn nếu mà bây giờ mà cái bộ phim 30 chưa phải là Tết, tức là đại ý, xong rồi nó dẫn ra cái vấn đề đại học là được những cái gì, xong rồi dân mình bảo là giữ cái mảnh đất ý, thì tôi nói luôn cho các bạn là đi học trông như thế thôi, nó còn nhiều thứ lắm. Thứ nhất là cái tầng nào các bạn học được kiến thức này, nếu mà tư duy nữa thì nếu mà các bạn học được cái khả năng tự học nữa thì quá tuyệt vời thật. Nó học được cái khả năng tự học, tại vì từ cái tầng dưới cô giáo phải cầm tay chỉ, xong rồi đọc từng dấu chấm dấu phẩy, lên các cái bậc cao là các bạn có nhận thức rồi. Hầu như người ta chỉ cách thôi, và các bạn phải làm nên đại học, nên thạc sĩ, nên viết cái thứ. Đấy là dần dần người ta nâng cấp cái khả năng tự học của các bạn. Dưới cô giáo từng phải đọc từng chấm xuống dòng nhá, viết hoa chữ cái đầu dòng nhá. Nên đại học ai là bắt như thế nữa thì nâng cao cái khả năng tự học của các bạn. Còn nếu các bạn có khả năng tự học rồi thì từ bé tự học, tự kiếm tiền, tự bươn chải ấy. Có những người như thế thì nó tốt lắm. Người như thế ít, số ít, phần đa là phải toàn cầm tay chỉ việc thôi. Làm cái gì là cũng phải có thầy đi cùng từ đầu đến cuối. Khi cảm giác mà yên tâm rồi thì thầy mới né ra để cho mày tự làm. Đấy là bản chất của giáo dục ấy. Còn lúc trước cũng xin lỗi các thầy các cô khi nhấn mạnh là nếu mà học sinh, sinh viên mà có khả năng tự học thì các cô các thầy cũng chỉ là cò hả. Nhưng thực tế nó lại như thế. Bản chất giáo dục, nếu mà ai theo giáo dục có hiểu về bản chất của giáo dục. Tôi hiểu trong đầu thôi, cũng chả có kiến thức đéo gì. Hoặc là cái quyển sách nào nó nói bản chất của giáo dục là nâng cao cái khả năng tự học. Thật, mình chỉ mơ màng và mình biết áp dụng cho cuộc sống của mình. Là tôi mà giáo dục cho con là tôi nâng cao cái khả năng tự học của nó. Còn nhiều ông giàu lắm, ông ấy bảo là bây giờ đừng có bảo con là cái ổ điện kia là điện nó giật chết người, nó đéo nghe đâu. Có ông thì nó không cho tay vào cầu điện thôi. Nhưng không có ông là nó đút mẹ tay vào trong cái ổ điện đấy. Có ông bảo nghịch nửa là hỏng đấy. Thì khi có mặt ông là nó đéo dám đút tay vào lửa. Không có ông là nó nghịch cả đống lửa, nó cháy mẹ nhà luôn. Cho bình thường cái người giàu người ta hay chia sẻ với nhau. Tôi cũng học nỏm được. Ông là bố là mẹ nhá, hôm nay có đống lửa nhá, con nó cứ thích nghịch lửa nhá, ông cho mẹ tay nó vào trong đống lửa. Này nóng này, cái bỏng chết mẹ mày chưa. Thế là từ lần sau có ông hay không có ông, nhìn thấy lửa là nó biết là cho tay vào lửa là nó bỏng. Mày nhìn đấy nhá, ổ điện nhá, cho tay vào nó giật nhá, tao cho tay mày vào là cho nó giật chết mẹ mày này. Thế là vào phát nó giật cả hai bố con. Thế là từ lần sau có các ông hay không có các ông, nó biết là trong ổ điện có điện là nó giật. Mặc dù là như các ông bảo là không nhìn thấy là bố đéo tin. Dạy cho con luôn là có những cái nó không nhìn thấy nhưng nó có thật đấy.
Nhưng mà người già, người lớn như các ông bảo, mẹ tao không nhìn thấy, bố đéo tin. Phải nhìn mắt thấy tai nghe cơ. Nhưng mà lúc ấy các bạn nói luôn, kiêm luôn chủ đề. Đây có những cái mà ở trong này nó có dòng điện, con không nhìn thấy nhưng mà nó giật chết người đấy. Chẳng qua là bố dùng cái điện áp thấp. Thế loại thế kia, còn bình thường bọn con còn bé là cho tay vào đây nó giật là các bạn con không rút được đâu. Nó tưởng sao có các ông hay không có các ông là nhìn lửa, nhìn điện. Đấy các ông giàu ông ấy bảo dạy như thế. Thế khổ lỗi. Còn các bạn mà nuôi dạy con cái thì chắc đến năm 30 tuổi thì may ra mới yên tâm. Chứ tầm bé nó nghịch ngầm, nghịch ít, nghịch về cái sự thiếu hiểu biết. Toàn nghịch nửa mới nghịch điện. Xong rồi cứ đường cao tốc, mấy đường to kia nó cứ chạy ra ngoài, đóng cổng. Lên cao nó lại nghịch kiểu khác. Nhất là cái tầng mà nguy hiểm là cái tầm lớp cấp 2, cấp 3 của bọn con trai. Ồ, cho con gái người ta chửa hoang, xong rồi nghiện hút, xong rồi cờ bạc các thứ. Còn tôi ngày xưa tôi có bảo rồi. Thực ra là các bạn trải qua cái lứa tuổi đến tầm 40-50 thì các bạn cũng phải trải qua cái thất bại. Thất bại các bạn mới học được. Nó như con cái thủy kia thì nó không cho con được phép thất bại đâu mà. Nó bảo mai sau mà mày mà lợ cờ bạc á, nó bảo với tôi như thế. Tức là các con tôi đuổi ra khỏi nhà luôn. Nó thế nọ thế kia luôn. Tôi lắc đầu. Tôi cũng nghĩ đôi khi là lúc đi nghe cái câu ấy là tôi muốn là tích vốn riêng. Để mai sau mày đây, bố thấy mày là dạo này cũng nhìn bóng đá, xem bóng đá suốt ngày, chắc là cũng cá độ đấy nhỉ. À cá độ thì bố chỉ cho mày thế nọ thế kia nhá, chỉ hết. À, bố mày cho mày 10 triệu, 20 triệu đây, chơi đi. Xong rồi ngồi lại, xong rồi xem lại cái trận hôm qua trước khi tao cho đồng tiền mới, xem lại tại sao mày thua. Ừ, con cứ nghĩ là man nó đỏ mấy cả man nó trận này nó có. Đây là tôi nói kiến thức của ngày xưa nhá, còn bây giờ nó khác, ở bọn cầu thủ nó khác. Mà nó có du ly du niếc là nó phải thắng. Tại sao nó thua nhỉ? Thế mày cứ ngồi đấy mày nghĩ đến tuần sau rồi mẹ mang vào một trận khác. Thế nó học ra ngày xưa làm đéo thì có ai, ví dụ tôi chơi cờ bạc bóng cá độ làm gì có ai ngồi đấy xong phân tích cho mình tại sao mình thua đâu. Đến khi nó bảo mẹ cái trò này hóa ra may rủi quá ạ. Con cứ nghĩ là thiên thời là sân này, xong rồi bọn kia nó từ CSK Moskova nó sang Nga à, Anh nó đá là nó chặng đường nó đi nó mệt. Thì con nghĩ là đội ở Chelsea chẳng hạn, đội Manchester City là nó chấp 3/4 là thừa sức ăn được. Con nghĩ là kiểu gì cũng ăn. Xong bố con mình thế loại kia, nhưng mà cuối cùng hòa, thế là mất tiền. Tôi bảo là cái loại này thì nó là giống như kiểu mày đi chơi sóc đĩa. Bên chẵn bên nẻ, mày chọn bên nẻ thì là nó về chẵn là mày mất tiền. Xong rồi nó chơi chán, nó ngồi nó ngẫm mãi đéo hiểu kiểu gì. Lúc được thì nó như rồng như biển đấy, bố thấy con giỏi chưa, con tính toán cả rồi, sân nhà sân khách rồi mưa rồi tỷ lệ chuyền bóng rồi thế nọ thế kia đấy. Hôm nay con giỏi chưa, hôm sau nó cũng như thế, tỷ lệ chuyền bóng rồi mưa miếc các sân nhà sân khách các kiểu, nó thua. Tôi bắt nó ngồi một tuần đéo cần đi đâu cả, mày cứ ngồi tại sao mày thua, mày tính toán như thế cầu kiếp các kiểu, chơi cho tầm một năm thì mất khoảng tầm tí đi. Thế là từ đấy nó nghiệm ra là đỏ đen là nó thua. Còn bố con mình có kiến thức, bố có kiến thức đây, bố không chơi cái gì mà khả năng bố không kiểm soát được. Kiểm soát nhưng mà có rõ ràng là có những cái mà mình không thể nắm bắt được 100%. Thì mình cái nào mà mình kiểm soát càng nhiều thì mình chơi. Đấy các bạn hình dung chưa? Đấy như thế, còn nhận ra nó là đỏ đen thì thôi, mình đầy cái mình lợi thế thì mình chơi cái lợi thế. Ngày xưa các ông cứ rủ tôi chơi bóng bánh, tôi bảo bóng bánh này là đỏ đen. Ông ấy bảo tôi chơi lô, tôi bảo chơi lô này đỏ đen. Cháu là một thân tuyệt kỹ về bên bài ná đây, biết bài thửa, bài gãy, bài các kể loại, cháu bài các kiểu. Tại sao môn bài ná này cháu có lợi thế? Tại sao này cháu lại không chơi mà cháu đi chơi cái lô đề cờ bạc là cái đỏ đen? Các ông nếu mà bài ná là các bạn biết thằng Tiến ngày xưa nó bán bài ná với cả áo đổi bài ấy, các thứ ấy. Thì các bạn phải hiểu là cái gì mà mình không có lợi thế thì mình không chơi. Cái gì mình sẽ dành tâm huyết, dành thời gian để chơi những cái mà mình có lợi thế hơn. Các bạn thấy bảo tôi ở trong video này tôi bảo xanh si, xanh nó đang sốt. Các bạn biết mẹ gì về thị trường, về giá cả, các bạn định không định được giá. Nghe nó thế thôi, áp dụng vào cái bộ môn của mình chuyên môn, mình có thị trường, mình biết được người mua, biết được người bán, mình biết được nó sốt thật hay sốt ảo.
đeo bên về xanh, thấy thằng góp nhà cát đá bảo bây giờ chúng nó cứ đi xem xanh với cả giá thanh. Các bạn sai rồi. Thế là có một cái bài học mà tầm 1 năm mất mẹ 1 tỷ cho con tôi luôn, áp dụng luôn là cái gì con phải có lợi thế nhất định thì con phải để tâm huyết vào, chứ còn cái nào mà đỏ đen theo cái kiểu bố mà đéo biết đâu, bố toàn theo cái kiểu là ui rồi nhận định vu vơ sân nhà sân cách, xong rồi bên này nó đang tuyết mới thế nọ thế kia, huấn luyện viên thế nọ thế kia, ơi bên kia nó thế nọ thế kia, vắng thằng này thì chắc thằng này thắng mới thế nọ, chắc chắn rồi. Cuối cùng cuối trận nó vẫn lỗ. Còn hôm trước có nói với các bạn ấy, rõ ràng là khi các bạn chơi sóc đĩa hoặc chơi cái đồng tiền búng này, nó chỉ có hai mặt thôi, một bên chẵn một bên nẻ. Nhưng mà thường là nếu mà bình thường các cái sới bạc hay các thứ ấy, đừng nghĩ là ở đấy nó đỏ đen, bạn ăn được tiền chẳng qua bạn rơi vào phần thiểu số rồi. Còn nhà cái là nó muốn chơi toàn cục, nó nhìn vào cái toàn cục, bên chẵn bên nẻ như thế. Tao không cần biết cái thằng áo xanh kia đặt bên chẵn hay bên nẻ, bố chỉ biết bên nào đặt nhiều tiền hơn thì bố cho cái bên đặt ít tiền hơn là về. Bạn ăn may bạn đặt vào cái bên nó ít tiền thì bạn có thể bạn trúng. Tức là thế, trong cờ bạc cũng thế. Các bà mẹ toàn bảo là chơi cờ bạc là mang tiền đi cúng thế nọ thế kia, thế nọ thế kia. Cờ bạc thì luôn luôn thua, nhưng thực ra là các bạn thua là thua vì cái lòng tham của các bạn. Còn cờ bạc thì có người thắng thì phải có người thua, có người thua thì phải có người thắng. Nhưng phần đa là cái thằng mà nhà nó có chiếu ấy, là thằng có thắng. Bố mày chả biết chúng mày thắng hay mày thua. Cứ hôm nay đến nhà bố mày, từ từ. Trong cờ bạc nhá, ngày xưa chúng nó hay truyền cái câu là trong cờ bạc người không chơi là kẻ chiến thắng. Các bạn lại sai mẹ nó rồi. Thắng là cái mẹ gì? Ngay từ đầu khi các bạn, cuộc sống này là nó là trải nghiệm. Các bạn sinh ra này để các bạn trải nghiệm, các bạn học, đúc rút kinh nghiệm. Đây thì theo cái kiểu là cờ bạc chơi tức là trong giới cờ bạc kẻ không chơi là kẻ chiến thắng. Tôi bảo các bạn thua cuộc khi mà các bạn bỏ cuộc, không tham gia vào cuộc chơi thì coi như bọn thua ngay từ đầu. Còn tức là giáo lý suông nó bảo các bạn như thế, và các bạn bảo ôi thằng này nói thắng thế, nói đúng thế. Ôi đúng là trong cờ bạc thì người không chơi là người chiến thắng, thua ngay từ đầu rồi. Cuộc đời các bạn nghĩ đặt tiền bạc với các thứ nào là trên hết thì các bạn không chơi để giữ tiền. Giữ tiền thôi. Các bạn học được cái mẹ gì đâu. Mai sau lại một mớ kiến thức theo kiểu ý này. Nói với các con là các con ơi đừng chơi cờ bạc. Trong cờ bạc là kẻ không chơi là kẻ chiến thắng. Con nó không bao giờ nó nghe. Bố mẹ có làm đéo đâu. Ông toàn dạy tôi là học xong kiếm cái bằng ra xin việc. Ông làm chủ đi. Ông dạy thì tôi mới nghe. Thế cho con nên con nó thì nó hay so sánh là bố đéo bằng nhà kia nó nhiều tiền, bố nó có thời gian nó đi chơi với con. Đây bố cứ đi làm cả chủ nhật luôn. Tăng ca các mẹ đi làm công ty tăng ca đến 10 giờ mới quay về. Tôi không bảo là cái ý sai, nhưng mà vì là người nghèo là không có nhiều sự lựa chọn. Người giàu nó vừa có thời gian vừa có tiền. Thích không? Nhưng mà các bạn không làm nó vẫn thua ngay từ đầu. Ông bọn kia nó cứ thuyết lý thuông kẻ không chơi, trong cờ bạc kẻ không chơi là kẻ chiến thắng. Thắng mẹ thì thua ngay từ đầu. Trong cuộc đời của các bạn cứ đặt nặng cái vấn đề tiền bạc, kinh nghiệm. Xong qua một kiếp là bố thì cờ bạc bố biết rồi. Sang kiếp sau nha. Ui, kiếp trước bố chơi chán rồi, bố biết rồi. Cờ bạc đỏ đen. Cờ bạc khác là tao chỉ chơi khi tao biết là tao có lợi thế. Bọn nó hay có cái câu là ủa hôm nay nó nói nan man thế, đang nói về cái vấn đề. Đang nói sau cái vấn đề mà cái đéo gì nhỉ, 30 chưa phải là hết cái bộ phim ý. Xong rồi về vấn đề là học đại học. Học đại học được cái gì, học thạc sĩ, học tiến sĩ là nên như nào. Thì cái tầng sâu thì chắc cũng ít người nói cho các bạn. Là khi các bạn bán cái mảnh đất ý, bố mẹ bán cho các bạn đi học. Đi học là các bạn đã có kiến thức thêm để các bạn mai sau có một cái nghề. Nó còn nâng cao cái giai tầng của các bạn lên. Nó được đấy. Ngay cái việc nâng cao cái giai tầng này nó ảnh hưởng đến 3-4 đời nhỉ các bạn. Nhưng người ta bảo hy sinh đời bố củng cố đời con này. Các bạn mà không đi học xong rồi bán cái mảnh đất đi, xong rồi cũng chạy xe bôm công nghệ hay giữ mảnh đất đi, thì các bạn thua ngay từ đầu.
Tại vì với vốn chất cuộc, vốn chất bản chất cuộc đời này là thử nghiệm, làm sai sửa. Bạn giữ cái xác nhà xong để 10 năm sau bán để kiếm 10 tỷ. Khổ lỗi lúc nào các bạn bán thì con các bạn không được học đại học, nó nghiện luôn. Đéo có việc làm, nhà lại vừa bán được mảnh đất 4 tỷ. Bản thân các bạn cũng nghĩ bố mày sống khổ khoảng 10 năm nay để chờ giá đất lên giá rồi. Bây giờ tự thưởng cho bản thân một tí. Ra ngoài kia mua mấy cái cây vàng, chỉ vàng đeo sùng sướng kiểu. Người ta đánh giá những cái bạn mà vừa bán đất bán nhà mà không có kiến thức là chọc phú. Ngoài tiền ra các bạn có cái gì đâu. Không phải mất, như kiểu là các bạn vừa mới trúng số rồi. Đang làm kẻ ăn mày ăn xin, tức là kiến thức thì kém, mối quan hệ cũng kém, chả có cái mẹ gì. Khi các bạn bán được trúng số một cái, các mối quan hệ mới nó đến. Nhưng mối quan hệ này nó đến với các bạn vì các bạn vừa trúng số. Họ hàng từ đéo đâu, bắn tên lửa 9 đời không tới. Cứ đến, đến xong các bạn bảo ui rồi bây giờ đúng là nổi danh rồi, thế nọ thế kia. Tất cả mọi người đều quý các bạn. Quý đéo thì quý các bạn vì các bạn vừa trúng nô, trúng số mới cả. Vừa trúng kết quả số số. Nhưng người ta có đến vì các bạn vì bản chất đéo đâu. Xum xoe lại lục đưa các bạn đi ăn sáng. Nhưng mà anh trả tiền nhá, anh vừa trúng số mà. Những ngày nghèo khó kia bố mẹ hoặc là anh chị em hoặc là người thân họ hàng các bạn nhìn các bạn còn chán ngấy luôn. Ô tự nhiên lại sang đây chắc là nó lại mượn cái gì. Chắc là thằng này chưa ăn sáng đâu, cất ngay, cất ngay. Sang đúng là lúc mình ăn sáng thế này. Đúng không? Khi các bạn giàu rồi nó lại khác. Tại vì các bạn có tiền, người ta đến vì tiền chứ. Đến vì cũng được hưởng lợi. Kèn kèn ăn sát thối. Bọ hung thì gắp cất đầy thùng. Không phải vì các bạn đâu. Giữ cũng cứ cố giữ đấy. Còn tôi nói đảm bảo luôn, không cho con đi học. Đầu tư vào giáo dục là đầu tư tốt nhất. Những giáo dục kiểu gì thì đấy, thì ở cái video này các bạn nghiệm ra. Giáo dục nó bản chất là tự, để nâng cao khả năng tự học của người khác, nó là giáo dục. Còn áp dụng theo y như video này, nó đéo phải giáo dục đâu. Nghe để bọn nó bảo là nghe cho nó hết giờ thôi. Nghe giết thời gian. Hôm qua hôm trước tôi bảo thời gian làm đéo thì có lỗi mà chúng mày giết mấy thế nọ thế kia. Thời gian như bọn tao nó quý lắm. Đây thì mẹ giết thời gian. Đéo biết cái gì làm không. Suy nghĩ thì đéo ấy được. Cứ ra ngoài kia xem nó bán những cái đồ 20-30 bao ship. Còn nói cho các bạn cái vấn đề ấy. Hôm nay nghỉ nhá. Hôm nay đông thế nhỉ. Nó hơn 500 nghỉ xem. Thôi nói thế thôi. Cụ này năm nay 90 hơn chưa nhỉ. Hôm qua cũng thế nha. Hôm qua có một cái video mà cái Mỹ Tâm nó nhảy này. Hình như Mỹ Tâm hơn tôi mấy tuổi. Thế là có một cái bình luận của một cái bạn bênh Mỹ Tâm, bảo là tôi chỉ sợ nhất những cái ông mà giao diện, tức là tuổi 30-35 mà cái suy nghĩ với các thứ như ông cụ. Thế tại mày sợ như thế, mới tại mày thương những người như thế. Nhưng bọn tao chả thương này. Tao 40 tuổi suy nghĩ tao như ông 60, tại vì mai sau tao cũng 60. Tao bây giờ tao sống ở cái lứa tuổi 60 thì là tao bất hạnh hay là tao đấy. Còn bình thường bọn mày đánh giá tao sao tao cũng được. Tao chỉ bảo là bây giờ giáo viên lên lớp thì hãy, nếu mà các bạn còn ăn mặc nhố nhăng hở vú hở vê, mới ăn mặc để lộ hình thể bó sát, không phù hợp với cái nghề giáo viên. Với tôi là như thế. Còn các bạn ăn mặc quyền của tao, nhưng mày thích thì mày gửi cái đơn xuống công an huyện tao này thì nói kia. Nhưng mà tôi nói thế thôi, áp dụng hay không là tùy các bạn. Bình thường mình không gay gắt đâu. Còn bình thường Mỹ Tâm thì nói chung là có những người như mình như thì nghe từ cái thời họa ly mi tóc lâu mới thế nọ kia. Bây giờ bọn tôi 40 rồi, 50 rồi, 40. Bọn tôi nhìn những cái người như mình đây cũng nhảy nhót hát ca, bọn tôi đánh giá là không đứng đắn. Các bạn cứ cố gắng cưa sừng nằm nghé để làm cái mẹ gì. Còn khi các bạn từ 30 các bạn không sống bất chấp, 20 các bạn sống bất chấp, tại vì các bạn nghĩ là còn nhiều thời gian. Còn bản chất thì mình thấy cái gì tốt thì xấu thì nói thẳng ra là nếu mà để đánh giá tốt xấu thì tôi chỉ nhìn vào con tôi. Cái gì mà tôi không muốn con tôi làm thì nó là xấu. Cái gì mà tôi muốn con tôi làm thì nó là tốt. Chứ bây giờ tôi hút thuốc, nhưng mà mai sau tôi nghĩ là tôi hút thuốc, tôi nghĩ nó là tốt, tại vì tôi không có thuốc tôi đéo chịu được. Nhưng mà tôi có muốn con tôi hút thuốc hay không? Tôi không muốn nó hút thuốc thì nó là xấu. Các bạn cứ hở vú hở vê, các bạn lắc mông lắc đít đi, các bạn cho nó là sợ tốt, tại vì cái nó kiếm được tiền. Nhưng nói thật luôn là nếu các bạn muốn con mình mai sau nhìn thấy mình lắc mông lắc đít ở cái lứa tuổi này, muốn thấy con mình ôi mẹ đóng sách hay nhỉ, con mà giá như cái anh kia thì cũng hay, các bạn đánh giá sao? Còn có thể suy nghĩ của bọn tôi nó nửa phong kiến nửa thuộc địa cơ,
Nhưng tôi chỉ bảo là cái nhấn mạnh các bạn chưa có con, chưa có lập gia đình thì nói là mẹ. Cái tầm này chưa có con, chưa lập gia đình thì nói nó khó và quán chiếu thôi. Những cái gì con, nếu các bạn có con. Nhưng đây này còn chưa lập gia đình thì làm sao đã có con thì nói nó khó, đúng không? Còn suy nghĩ của bọn tôi muốn biết đúng sai là xem. Nhưng mà nhiều người coi con đeo ra cái gì, bán con để sống. Còn bình thường các bạn bảo là hổ dữ không ăn thịt con. Ở mẹ, nhiều khi người nó có được so sánh với hổ đeo đâu các bạn so sánh. Có nhiều người thì như cứt đi. Đấy, nhưng mà bình thường người ta không gọi đến là người ngợm, thậm chí người xấu hơn ngợm. Tôi nói với các bạn như thế, cái gì nếu các bạn muốn đánh giá, các bạn nếu có lập gia đình đã có con rồi ấy. Còn với những người khác thì người ta chưa có con, chưa lập gia đình, nhưng người ta nghĩ đến một cái ngôi nhà và những đứa trẻ. Cái bài hát gì đấy, ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, hình như bức thư tình thứ nhất, thứ hai ấy, của Đỗ Bảo ấy. Thì cái gì mà các bạn không muốn con mình. Còn với những người như mình ấy, mẹ quý con, tôn trọng con hơn cả mạng sống của mình ấy, thì mới đặt cái vấn đề này. Chứ bình thường cuộc sống người ta thì nó cái kiểu nó cứ hâm mộ Võ Tòng. Nhưng mà cuộc sống của người ta mà được như Võ Tòng là người ta bảo khổ. Ô mày nào Tây Môn Khánh có phải sướng không? Ngủ hết mấy đứa nọ đứa kia cùng lắm là chết, thì Võ Tòng cũng chết. Nhưng mà chết vì cái gái thì là một cái chết tê tái. Ai xem thế Võ Tòng, thích Võ Tòng lắm. Nhưng mà giá mà được như Tây Môn Khánh thì còn sướng nữa. Bất quá 100 năm, bố mày 30 năm bố chơi gái chơi gú, tiền tiêu thả ga có phải sướng hơn Võ Tòng chạy như cho con, chạy hết chỗ loại chạy chỗ kia không khổ. Nhưng mà cuộc sống nó là như thế nhá. Trông vậy thôi, Tây Môn Khánh nó nên phim như thế thôi. Trong đầu các bạn không phải Tây Môn Khánh, các bạn nhìn bề ngoài các bạn Tây Môn Khánh khổ à sướng. Các bạn biết đâu mẹ, để duy trì cái phong độ ấy nó phải thế nọ thế kia. Với cả ai cũng thế mà. Bề mặt người ta trông như thế thôi. Nhưng mà sống như thế nó không có mục đích. Gọi chơi ngái gái qua ngày. Bình thường các bạn bảo là mẹ thế khác đéo thì cái chim công cộng nhỉ. Bình thường có những người, người ta sống cũng người ta có một cái chết, ai cũng chết thôi. Nhưng mà cái người mà ví dụ như tầng bậc của mình ấy, ai cũng chết. Nhưng có người chết vì cái có một cái lý tưởng, chứ còn cũng không phải là. Còn bình thường tôi kể trong xã hội nó như thế, ai cũng thấy hâm mộ anh Võ Tòng, hâm mộ chú Võ Tòng. Nhưng mà kể mà được như Tây Môn Khánh thì sướng nhỉ. Tôi đảm bảo luôn, tôi gặp 10 ông thì đến 9 ông, kể cả các ông đang rất giàu, hở mồm ra là gái gú mới là 6996 mới thế nọ thế kia. Đầu óc người ta chỉ có loanh quanh thế thôi mà. Còn cái thế hệ ngày xưa của tôi lùi lại, người ta kiếm tiền nó dễ, móc nối xong rồi bán đất là được. Nhưng mà đến cái thế hệ của các bạn trẻ bây giờ đéo có đất đâu mà bán đâu. Làm giàu bằng tự lực đi. Ở đây nó chỉ có mỗi là tiến lên hoặc lùi xuống thôi. Nếu các bạn không tiến lên được thì chắc chắn các bạn đứng im là các bạn lùi. Thế hệ bọn tôi còn có đất của các cụ để lại, chứ bây giờ các bạn làm đéo có đất. Bố mẹ các bạn bán mẹ hết rồi nhỉ. Bán xong rồi các bạn nghiện, đéo có việc làm. Thế hệ trẻ của các bạn phải xác định luôn là nếu các bạn không tiến là các bạn lùi. Không có chuyện là ở. Bố cứ ở đấy đây. Không có chuyện ở đâu. Một là tiến, hai là lùi. Còn cuộc sống thế cũng chả biết đúng hay sai. Sống nếu mà sống mà các bạn nhận ra là tiền nó cũng chả giải quyết cái mẹ gì, bố theo đường tu. Bố ngồi bố nhận chân nhưng khổ có ai như thế đéo đâu. Các bạn đều muốn tiền và nắm người theo dõi hết. Thì tôi nhấn mạnh luôn. Một là tiến, hai là lùi. Các bạn cứ đứng im mà các bạn ấy là thằng khác nó vượt lên là các bạn lùi. Ngày xưa bằng tuổi tôi hoặc dưới tuổi tôi, à trên tuổi tôi một tí là người ta chơi đòn ở. Bố đéo cần giỏi, nhà bố đầy đất. Nhà ông bà các cụ tao đầy đất. Đất nó bán đây có tiền. Nhưng khổ lỗi nếu các bạn không được học thì bán đi nhiều tiền vung một phát là hết luôn. Cho nên ví dụ như là mẹ bà Loan bà đi tù một phát nhìn cường đô la lên khệ lệ như thế thôi. Nhưng mà mẹ nếu mà cái tầm này mà điều hành được thì là cường đô la giỏi. Chỉ sợ mỗi cái là đầu óc thì suốt ngày nghĩ đến siêu xe ấy, thì làm béo gì. Thật. Nuôi dạy cho con một đống tiền cho cả công ty luôn. Nó đéo biết điều hành. Khổ nó toàn nghĩ đến siêu xe. Thì nó làm cái gì? Nó sẽ có những cái lựa chọn, cái quyết định sai lầm. Nhưng khổ lỗi là học trong cái ý thì được. Bản thân thì tôi nói thế thôi. Còn trải qua mà để điều hành một công ty nó khó lắm ấy. Chứ các bạn cứ nghĩ đơn giản. Có thể là như cái Thủy nó nói là trong các cái gia đình mà có điều kiện bố mẹ là CEO, thì trong những bữa ăn
trong nọ trong kia người ta nói chuyện là học là đã được cái môi trường học tập từ bé rồi, nhưng khổ lỗi nó đẻ ra nó đã làm vua rồi, nó hưởng thụ, nó chăn dế, nó có chọi gà, thế nó nghĩ đéo gì quản lý, đầu óc nó đang điều hành nọ đầu hàng kia toàn nghĩ đến cái ổ con xe này mới ra này, bây giờ phải đặt cọc mấy tỷ 3-4 năm nữa mới được nhận xe này, đầu óc nó toàn nghĩ như thế, hưởng thụ. Cho nên nếu mà trong chiều dài lịch sử thì những cái người như kiểu Lưu Thiện này nó khác, điều hành nó láp bấy luôn, xong toàn bị bọn thái giám nó giật dây. Các ông đừng tưởng trong một công ty mà không có thái giám nhá, các bạn nhìn thấy tổng thể như thế thôi, có những ông ví dụ như phó giám đốc, phó phòng, phó hiệu này, nó khác gì hoạn quan đâu. Tức là cấp dưới của mình ấy, mình đang là vua, cấp dưới của mình là trưởng phòng rồi trưởng chi nhánh chi nhất này. Nếu các bạn không thông minh, không tỉnh táo, nó nói đéo gì các bạn tin. Ôi anh ơi, mấy cái việc này tuần sau nó mới làm cơ mà, bây giờ anh em mình ra chỗ kia gái xinh lắm. Nó như kiểu là ngày xưa hòa thân ấy, nó cứ định, nó đéo bảo ông Càn Long những cái tốt đẹp, nó toàn bảo là chỗ này nầu xanh có con kỹ nữ này, kỹ nữ này. Nhưng mà ông Càn Long cũng giỏi, văn võ song toàn, suy nghĩ thế nọ. Các bạn đừng nghĩ là trong cuộc đời này không có hòa thân, không có thái giám, nó là cấp dưới của các bạn, mà trong bản thân các bạn cũng thế. Có rất là các bạn là chủ nguyên thần còn phó nguyên thần trong bản thân một người nhá. Khi các bạn đang nghe cái này đúng không, có người bảo là nghe tiếp đi, tao thấy này cũng hay lạ lạ, cái khác nó bảo ô cái này đéo hay, thằng này trông như con dở, thằng dở hơi, nghiện không ra nghiện, tỉnh không ra tỉnh, xem mấy cái lắc mông phạm thoại phạm thiếc chốt điêu, nó còn mẹ mua cái đồ lại tiết kiệm được 20 cái thứ, đúng không? Trong bản thân các bạn cũng đầy tiếng nói. Còn khi các bạn trong gia đình cũng thế, ơ mẹ đôi khi các bạn bảo nghe thằng này, vợ nó lên mà ôi đi nào ra kia chạy một cuốc đi, chả biết tốt hay xấu như nào. Nhưng bản thân tôi mà nói là trong cái việc là trong công ty mà bây giờ ví dụ cả cường đô la đang quản lý, thì những cái thằng phó phòng nó biết cường đô la thuần đéo nói cái thằng này nữa. Đại ý khi các bạn cứ cho là anh Cường đi nha, anh Cường như này, nhưng mà vì là anh cứ đam mê xe, đam mê gái, thế là những thằng phó phòng nó bảo, nó khuyên các bạn là ui cái quán này đông gái này, tại vì nó biết các bạn muốn cái điều gì. Chứ còn có thằng đéo nào nó bảo là anh ơi tập trung vào công việc đi, khéo lúc ấy các bạn sa thải nó rồi. Thế bản thân mình các bạn đang thích gái, thích siêu xe, nó lại cứ bắt các bạn làm, suy nghĩ cái đầu tư vào đây, họp chỗ nọ chỗ kia đấy. Cho nên là Lưu Thiện mới hay bị thế, một phần là ông ra các nước quản mẹ hết rồi đéo phải làm gì. Cái thứ hai là còn đôi khi trong bạn tốt bạn xấu tôi cũng nói ấy, khi các bạn đang thích một con nô này, các bạn đéo có tiền, hỏi vay thằng bạn, ô thằng bạn nó cho các bạn vay, xong các bạn bảo ôi thằng ấy tốt nhỉ, tôi nghĩ là nó cũng tốt, tại vì nó đối với bạn là coi các bạn hơn cả tiền của nó. Ngày xưa thằng Phong tôi bảo mày vay nếu ăn uống hoặc là cái gì thì là tao cho vay, cờ bạc đéo bao giờ cho vay. Mà trong khi mình mẹ mỗi tháng bà già gửi cho, ví dụ giả sử mỗi tháng bà già gửi cho 5 triệu nhá, mà thế đéo nào mà tuần sau lại vay nó tiền. Mà khổ lỗi cái thằng bỏ mẹ ấy thì mỗi tháng bố mẹ nó gửi cho 500, mà thế đéo nào nó luôn luôn mình theo cái kiểu là nhìn nó để vay tiền. Khổ nhỉ, đéo hiểu kiểu gì. Một thằng thì được bố mẹ cho 5 triệu, nhưng mà cứ tuần là lại phải vay cái thằng 500, được bố mẹ cho 500. Mà cái thằng 500 thì nó luôn luôn theo cái tư thế là khuyên giải cái thằng được bố mẹ cho 5 triệu. Cái thằng 500 nó còn đi làm thêm cơ, xong nó tích cóp các kiểu, tiêu pha đúng cách, đây có 5 triệu mà phát ra làm 100 điểm lô. Nếu mà trúng 500 điểm lô với 200 điểm lô là bố mày, mẹ nhìn những cái thằng mà được bố mẹ cho 5 triệu chán luôn, đúng không? Xong rồi mỡ nó dán nó các kiểu. Có 5 triệu phát là được hình như 200 điểm nô rồi, được phát 16 triệu. 16 triệu thì có mẹ bằng người ta làm phát cứt ra. Thời hiện đại này 16 triệu nó cũng bằng người ta mấy tháng. Đây cái thằng kia nó cứ 500 nó đi dạy thêm. Thấy cuộc sống nó vô nghĩa thật. Nhưng khổ lỗi mình cứ một tuần lại phải vay cái thằng 500. Nhưng nó nói luôn mà, nó bảo nếu mà mày vay thì ăn uống thì tao cho vay. Thằng nó được cái tháng bố mẹ gửi cho 500 ấy. Mày đi lô đề tao đéo cho mày. Mình hận nó lắm. Đéo phải bạn tốt rồi, đéo phải bạn tốt. Những thằng khác nhá, nó trông vậy thôi, nó cũng là người tốt. Các bạn vay đánh lô nó cũng cho vay,
nó tốt với các bạn, tốt, tại vì nó coi tình bạn của, coi bạn với cả tình bạn của các bạn hơn tiền, nó cho các bạn mới cho các bạn vay. Còn các bạn cứ thử hỏi người ngoài đi xem, tao thích con này lắm nhỉ, hoặc là con hôm nay con xem con này nó sáng cửa lắm, bố mẹ cho con thế nọ nhỉ, không bao giờ, never luôn. Nhưng mà thằng bạn mà cho các bạn vay tiền mà nó biết luôn là các bạn chơi lô nhưng nó vẫn cho các bạn vay, thằng ấy nó tốt với các bạn đấy, nó coi tình bạn của các bạn, coi bạn hơn cái số tiền mà nó cho vay. Với người khác thì người ta, hoặc cũng có thể nó ở trong giới. Còn đôi khi thì tôi không nói cái trường hợp là vay xong rồi cứ 1 triệu 3 nghìn hay 5 nghìn 1 triệu một ngày, nó cũng đánh nô, như là nó cho các bạn vay thì nó đánh giá số tiền mà nó cho các bạn vay thấp hơn ấy. Nó coi coi trọng cái bạn hơn số tiền. Có những người khác thì đấy nó là mà bạn đạo, nó biết cái gì xấu cái gì tốt. Cái thằng như thằng Phong thì bố mẹ cho 500 ấy, nó là thằng bạn đạo ấy. Còn bạn kia là bạn đời thường, bạn cùng sinh tử, bạn mà cái thằng bạn mà các bạn vay tiền đánh nô ấy, còn sống với mấy ông bạn đạo khổ lắm. Nó cái mẹ nó đi đường như này, nó bảo là đấy là chuyện thật nhá, nó đi đường đây xong rồi nó về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi mấy thằng em à thằng cháu nó đang nằm trên giường, nó bảo nó bảo với thằng cháu mới đâu, nó bảo với tôi, tớ vừa đi qua chỗ kia nó thấy cái ví nó rơi ở dọc đường chỗ thế là thằng cháu nó bật dậy luôn, chú ở chỗ nào để cháu ra cho nhặt, ở cái chỗ nọ chỗ kia đây ủy ban phải biết gì đấy, chỗ hội trường ấy. Tôi cứ ngồi tôi đọc đặt đi cái điện thoại còn cái đéo gì sáu béo mấy cái quả xoài quả xiếc gì ấy. Ui thằng cháu nó nhảy lên xe nó phi xong xong. Mình thì cứ ở đấy mình ngồi chơi xong mình cười sằng sặc thôi. Một lúc thằng cháu nó về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mình bảo ô mày ngu thế nhỉ, lại tin lời ông chú mày, nó nhìn thấy tiền thì nó đã nhặt mẹ nó rồi còn về đây còn mách mày là tao vừa đi qua tao nhìn thấy tiền. Ôi thằng cháu nó thở hồn hào này, thằng cháu kém tôi mấy tuổi thôi nhưng họ hàng bắn tên lửa không tới thế thành chú cháu. Ôi ông chú cháu chú anh không hiểu được đâu, có bao giờ nhặt tiền người khác đâu, không nhặt. Thế là bắt đầu ông chú bắt đầu cũng mồ hôi mồ kê bắt đầu mệt đỡ mệt rồi ra gõ máy tính. Ở cái ngày xưa cái máy tính nó to lắm, máy tính nó rất to. Tớ là vì như thế cho nên là cậu có tin không, hôm trước tớ đi mua cái đéo gì tớ để quên cái ví tiền, thế là cuối cùng 2 ngày sau hay 1 ngày sau tớ ra vẫn ví tiền vẫn còn, không biết là nó có một cái phép thuật hay là có một cái ông này có một cái kiểu như là những cái người ý nó hay tin vào tâm linh các thứ đó, nó bọn ý nó thế, nó kiểu bạn đạo kiểu thế đấy. Thế là cháu nó bảo là đấy ngày xưa nhá chú cháu nhá đi đường như này đi, ông đang đi như này, ông đang đi xe đạp mà cháu ngồi sau à em ngồi sau, ông bảo ở đằng sau cái điện thoại rơi kìa, ông cứ đi như này. Ôi thì em nhìn xuống thằng sắc khác nó đã nhặt rồi anh ạ, hai chú cháu đang đi như này, ông chú đang đi như này, ông chú không may ở dưới có kia có điện thoại rơi kìa, xong ông cứ bình thản ông đi như này, đéo giảm tốc độ gì, em vừa quay lại đã có thằng dưới nó nhặt rồi. Với những người thì có một cái khái niệm như này này, cái gì của tao thì tao giữ, không của tao thì tao không tranh giành, tao không lấy, có cái gì của tao thì tao lấy, cái gì không phải của tao thì tao không lấy. Hâm hâm mới kiểu hâm hâm. Còn bình thường với các bạn thì cái gì của tao thì tao lấy, cái gì không của tao thì bố cũng lấy luôn. Mình lấy thì là của tao thì còn gì nữa. Trước đấy nó không phải của tao, của mày, nhưng bố tranh giành, bố giật thì nó bây giờ là của tao. Nhưng với những người nó thế, tính nó nét nó cứ hâm hâm dở dở. Còn thủ đức chứ không phải là ấy nữa. Lấy đi đức này. Con vợ này nhìn ngáo thật, tự nói chuyện liên thuyên quá. Tắt mic đi anh em, mày có ngồi đây mà nó đéo nghe, mà bây giờ toàn 600 người xem. Bây giờ tôi thử hỏi là cái câu chuyện lúc nãy nó có hâm hâm dở dở, nó có khác cái người thường không, nó vượt trên người thường không? Còn kể cả các cái gọi là tầm mấy cả các thứ, các bạn xem những cái thằng nó như kiểu quang linh ấy các thứ, hoặc là các bạn bảo tầm mấy cả cái gì thằng kia nó bảo cái gì tầm vóc cái quang linh ấy. Ai kể cho các bạn như này và ai áp dụng cho các bạn cái vấn đề này? Còn bình thường người ta hơn nhau thì với bọn tôi cái lứa tuổi này hơn nhau ở cái đức. Bọn trẻ con thì nó hâm mộ vì thằng kia nó nhiều tiền, hâm mộ vì nó nắm người theo dõi, chúng mày không hiểu đâu. Nói thì hiểu thôi mày.
Nói như ông thì 3 vạn 9 nghìn loại gì? Loại người biết được ai với ai? Biết được ai với ai thì các bạn có làm được như thế không? Phần đấy là phần thiểu số đấy. Phần thiểu số. Nó quay vật chất, quay các thứ. Mới cả như hôm qua các bạn gì bạn hỏi tôi ấy. Em nhìn người khác live stream cùng cái sản phẩm của em, người ta bán được hàng thì tuấn cháo hay gì ấy. Em ghét, có phải là em kiểu em bực như thế thì có phải tốt hay không? Chứ còn nói như các bạn thì sống bình thường, người ta như thế nào mình cũng như thế. Người ta đặt avatar minh tuệ thì mình cũng đặt, đúng không? Thì nhưng mà các bạn có biết là khi các bạn tôn thờ, các bạn thần tượng, các bạn cho người ta là tầm vóc hơn các bạn, nhưng các bạn học được cái gì? Hay người khác đặt thì bố mày cũng đặt. Đặt tang ông Trọng hay là đặt avatar ông Trọng, tại vì cả nước đặt, bố không đặt là bố không yêu nước. Có hiểu cái mẹ gì đâu. Học được gì từ ông Trọng? Ông con cái Thủy bảo đấy, anh xem anh ông vô vi như thế, thế nói. Mày cứ ra hỏi những cái ông gần chết thì xem mày người ta có lừa mày không? Cứ hỏi tất cả người già từ trong ngõ hẻm. Mà nhìn ông nào già thản vào nhá. Nhiều ông 80 vẫn là nhìn vú nhìn về mệt lắm. Nhưng mà cái quan trọng là ai? Các bạn cũng thần tượng theo đám đông không ơi. Thằng hàng xóm nó thần tượng thằng này, mình không thần tượng thằng này là mình đéo được rồi. Nó chửi mình đấy, có dám nói lời trái ý đâu. Xã hội nó muốn nghe điều này, mình nói trái ý run lắm, sợ đi tù. Tôi sợ cái điều ấy thì tôi nói cho các bạn làm gì? Trên cái tinh thần xây dựng, trên tinh thần phản biện để phát triển hoàn thiện tư duy. Khổ lỗi các bạn có lý giải được là tại sao các bạn thần tượng, các bạn theo dõi người nọ người kia đâu? Theo dõi vì giết thời gian, đéo học được cái gì. Tôi bảo tôi thương con cái Thủy là 5 năm cho mày giới hạn 5 năm để mày lướt TikTok. Cứ lướt thế thôi. Học được gì, đéo học được. Bọn kia nó bán hàng nhiều đấy, học xem cách ăn nói của nó nào, dẫn dắt câu chuyện như nào, bán sản phẩm ra sao, tại sao nó bán được hàng. Cứ xem rồi, hết ngày, thu nhập vẫn thấp. Xong rồi hết thần tượng người nọ người kia, thần tượng người nọ người kia. Xong rồi lớp người ta là tầm vóc người ta cao. Với tôi nha, tôi không học được của ai thì tầm vóc người ta cũng như các ông. Quan trọng nhất là học được người ta thì tầm vóc người ta cao hơn mình. Không học được của người ta thì tôi không theo dõi người ta, tôi không học người ta có lắm người theo dõi thì kệ. Tôi không thích game. Các ông bảo là độ Messi nó giỏi, đéo liên quan đến game. Gặp tao là bố còn đấm cho anh. Tại vì game nó như tôi ấy, mẹ kiểu tu hành tôi biết này. Các bạn không tin cứ lên chùa hỏi bảo thầy có biết độ Messi không. Ôi thầy biết, kênh nó 77 triệu hay mấy triệu người theo dõi. Những ông ấy là tu tầm bại. Nhưng mà tại sao lên chùa các bạn hỏi điều ý mà các bạn rút ra như thế. Mà tôi như này, tôi nói điều ý các bạn bảo là thằng này mất dạy. Mấy cả thằng này thì xong rồi tát độ Messi mới tát tất cả các bọn khác vào để chửi bới, để năng mạ tôi. Các bạn cả họ này, các bạn đang tôn thờ một ông sư nào, sư Thích Chân Quang chẳng hạn, hay là các bạn hỏi luôn. Nhưng mà bình thường các bạn đéo hỏi được, để trên mạng này nó ít. Mà các bạn bây giờ mà tin ông Trọng hay tin ông Minh Tuệ, cứ hỏi luôn ông Minh Tuệ. Ông Minh Tuệ còn dễ gặp, phỏng vấn ông Minh Tuệ luôn. Game là gì hả thầy? Đấy cái thằng kia nó thầy có biết độ hay cái thứ không? Ông Minh Tuệ bảo thôi con ơi, con đừng chơi game. Với thầy thì không chơi, thầy cũng mong các con không chơi. Mình cũng nói như thế chứ, mình nghiệm cả cuộc đời luôn đi. Còn cái gì tôi không muốn các bạn không ấy thì tôi cũng không muốn dính vào. Tại bản chất bên trong nó phát ra bên ngoài. Thế thấy game nó vô nghĩa. Cuộc đời của một người nó mục đích của tôi nó là như thế. Tôi thấy như thế, còn bản thân các bạn thích thì các bạn cứ vẫn cứ ấy. Còn từ trước đến nay game nó là như trò chơi. Ở trong cuộc đời lớn này, cuộc đời của chúng ta nó cũng là một trò chơi. Nhưng bình thường các bạn mải game quá, các bạn quên đi nỗi đau của các bạn. Nỗi đau các bạn thu nhập thấp, không biết tận dụng thời gian. Tôi chỉ nói như này, với các bạn chơi game nhưng các bạn coi tiền bạc nó vô vi thì nói chung không có. Tại vì game nó là, ở trong game nó có các cái nấc thang, cái bài nọ bài kia, vượt bài vượt biếc. Nó giống đời thực kể. Các bạn vươn lên, bây giờ các bạn đang nghèo, các bạn muốn có 1 tỷ. Các bạn vươn lên 1 tỷ, các bạn nhìn thấy 1 tỷ nó lại bé, lại vươn lên 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ. Còn nói các bạn thì các bạn lại toàn chỉ lại, tại vì các bạn mê game, thích game. Tôi không mê game nhưng tôi nói trên cái ngày xưa mình cũng thích, nhưng mà bình thường game của mình chỉ cờ tướng thôi. Đấy.
uống thuốc vào rồi đi ngủ đi, ẩm đi xê. Cò cây mua nhà mặt đường vách là lộn. Để xem chúng nó ấy như nào. Tại vì là bình thường chúng nó bây giờ bắt đầu chúng nó chửi lại thế này, kiểu chúng nó mê game. Tôi nói cái điều ấy thì chúng nó không ấy, nhưng cứ tôi nói cái gì nhá, nếu bọn trẻ con hoặc bố mẹ chúng nó thì biết, bố mẹ chúng nó muốn nuôi chúng nó ra vào cái để chúng nó kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Bây giờ bảo chúng nó không nghe. Còn với những người khác, người ta đang phát game cho các bạn thì người ta đang là đấy là cái nghề để người ta kiếm sống. Chả có đéo gì như mình phát cây mà từ nếu các ông không thích cây các ông đừng mua. Đây là bản chất là người ta phát game, người ta đang kiếm tiền từ game, đéo ai nó nói bảo các bạn chơi ít thôi kiếm tiền đi. Xem game là giải trí, đừng suốt ngày xem game. Ngày xưa thằng bạn tôi suốt ngày chim sẻ đi nắng hay thế nọ đấy kia, chia sẻ hết lên các hội nhóm. Mà sao cây cối mày đéo chia sẻ? Mày cứ chia sẻ game kia thế này. Nó bảo bây giờ xem người ta thì ngại, xem chùa. Tiền thì mình đéo có tiền mà chuyển khoản. Bây giờ phải chia sẻ hộ người ta lên hội nhóm. Cái tư duy như thế thì 10 năm sau, 20 năm sau nó lại như thế. Khổ cái, tức là cái tôi muốn bảo với các bạn là cái cơn đau của các bạn ở đấy. Nhưng các bạn không biết cách giải quyết thì toàn làm ngược lại, làm sai thôi. Sai do mấy cái đích đến các bạn ngắm. Mẹ đi từ đây lên Hà Nội mà toàn đi ngược xuống tận Nam với cả đi ra ngoài biển kia thì nên làm sao được, đi làm sao được. Bọn trẻ con nó chửi tôi thế này, bây giờ các bạn chịu làm sao được, cơn đau lại của tôi. Mà nói nó trên tinh thần giúp chúng nó, nhưng mà chúng nó toàn chửi lại, cho nên bao nhiêu mình cũng ngại. Còn chúng nó bảo là ví dụ như là độ là tầm nọ tầm kia, rồi kể cả kiếm tiền mới danh tiếng mấy người theo dõi. Tôi bảo cái người theo dõi thì chỉ cần một ông CEO theo dõi các bạn còn hơn 9 vạn các cái thằng sinh viên với học sinh, hoặc là xe ôm công nghệ, hoặc là phụ hồ. Các bạn không hiểu đâu. Còn với tôi thì thực ra một nó ít hơn 9 vạn. Nhưng khổ lỗi một ông này nó tác động đến hàng triệu người thì rõ ràng nó hơn nào. Còn so sánh số lượng thì các bạn nghĩ là 9 vạn nó hơn một. Còn bình thường các bạn mẹ mày nói vô vi thế nọ thế kia, nhưng mày lại so sánh là ông xe ôm với cả phụ hồ là không bằng. Tôi cho là tất cả là bằng. Tất cả là bằng. Nhưng mà vì tôi nói cái điều này, tại vì các bạn luôn luôn muốn nắm người theo dõi, luôn luôn muốn kiếm tiền và thật giàu, tôi mới nói cái vấn đề này. Còn với tôi thì ông giàu chẳng nữa, nhưng tiền của ông giúp được gì cho người ta, ông giúp được gì cho tôi mà tôi phải tôn trọng không? Tiền mày có đầy thì cho nhà thờ mày có to bằng Phật vã luôn, mày cũng chỉ như người ngoài thôi. Thậm chí tôi thấy ông xe ông công nghệ tôi còn thương, nắng lôi khổ sở. Nhưng mà vì là làm sao tôi nói cái số lượng lúc nãy mà mấy cái số lượng này. Tại vì với các bạn cái mục tiêu của bạn là phải giàu, phải nắm người theo dõi. Nhưng bình thường thì các bạn coi là cái kia là các bạn không hiểu bản chất. Mấy cả nói chung là cái tệp khách hàng nó khác nhau. Nói thật như thế. Các bạn muốn nắc mông, nắc đít thì nắm người theo dõi là đúng thôi. Tại vì toàn bọn trẻ con ấy. Có một cái ông đéo gì hôm qua nó xem nhỉ. Ông bảo bạn tự hào vì có nắm người theo đuổi. Bạn là nữ. Bạn tự hào vì bạn có nắm người theo đuổi. Và bạn cho đấy là nắm người theo đuổi là bạn đẹp, bạn xinh. Nhưng những cái món đồ phổ thông, những món đồ rẻ tiền lại có nắm người xem. Cái món được tầm tiền tỷ, tiền tiếc thì nó vào nó chửi là nhiều ấy chứ. Bạn gọi là đoan trang, xong rồi bạn giữ trinh tiết, bạn mở mồm ra là công dung ngôn hạnh. Người ta bây giờ người ta sẽ bảo bạn hâm. Nhưng kiểu đéo gì cũng có thằng hâm hâm nó lại gặp bạn. Và hai đứa nó toàn nói công dung ngôn hạnh. Giống ông Lê Thẩm Dương, ông bảo là lại nói chuyện về đảng và nhà nước. Gọi là động phòng toàn nói chuyện đảng và nhà nước. Nhưng mà cái bọn khác lở hở mông hở biếc thì lại toàn gặp kiểu cái bọn thiếu gia với thế nọ thế kia, nó thay các bạn như thay áo. Hạnh phúc với nhau được 5 ngày, quan hệ thế nọ thế kia được chắc tuần, nói đá đi các bạn như đai luôn. Các bạn cũng đạt được mục tiêu là đi 5 ngày như này là mình được 10 triệu, 20 triệu. Đỡ phải làm vất vả. Bố mẹ ở quê đây làm một năm mới được 10 triệu. Đây mình nằm chổng mông nên được 10 lần được 10 triệu hay thế hơn. Cái mục đích của các bạn như nào thì các bạn làm thôi. Tôi không nói đúng sai, nói đúng sai nó mệt. Với các bạn mê game tôi bảo tôi không thích game. Tôi thích cái tư duy, cái tầm nhìn của tôi và tầm nhìn của bố mẹ các bạn như thế. Bình thường xung đột xảy ra là hai người không hiểu nhau. Bố mẹ các bạn vượt tầng của các bạn từ cái thế hệ trước. Bố mẹ các bạn nhìn xuống, game hiếc nó vớ vẩn. Bây giờ còn con cái mình bây giờ không đi làm, mình cũng như nó thì kiếm đéo ra luôn tiền để chúng nó chơi game suốt ngày.
và bố mẹ các bạn đi làm phọt cất phọt lái như thế. Mong là các bạn ngoan ngoãn, game ít thôi, tập trung học hành. Các bạn đéo nghe đâu, nhưng mà cứ khi nào có con thì lại quay lại các bạn oán trách con là tại sao suốt ngày game. Nôi nó ra không nôi được. Mẹ nó là thần tượng mấy anh chơi game, may sao cuộc đời con cũng thế này, nhà nó vừa chơi game vừa kiếm tiền. Những khổ lỗi các bạn cũng không hiểu đâu. Tại vì các bạn nghĩ là như thằng nọ thằng kia đang chơi game kiếm được rất nhiều tiền là sướng. Nhưng mà đấy là trò chơi, khi nào nó là còn là trò chơi thì nó sướng. Nhưng mà khi nó là nghề nghiệp thì áy náy lương tâm kinh khủng. Nó sở dĩ là không vứt bỏ, tại vì ra vứt bỏ đéo có nghề nào để kiếm tiền. Và luôn luôn theo cái kiểu là bố mày có 1 triệu người theo dõi, bố muốn 2 triệu. Tự nhiên rất bỏ vứt bỏ đi nó tiếc. Nó ra ngoài làm phụ hồ, đéo phụ hồ được, từ bé đến lớn bố toàn chơi game để kiếm tiền trên game. Giống như các ông trên chùa ấy bảo bây giờ ra ngoài đéo biết làm nghề gì để kiếm tiền. Cho nên người ta cứ gắn bó với cái chùa ấy. Những người giỏi thì bây giờ mày cấm tao tu ở trên chùa, bố đi lập một cái đạo khác, hoặc bố đi ra ngoài bố lập công ty luôn. Nhưng khổ lỗi là các bạn nghĩ là ui rồi sướng nhà vừa chơi game vừa kiếm tiền, cuộc đời mình nó sẽ như thế. Nhưng mà đấy là chỉ là chơi thôi. Cơm gạo không đùa với nhà thơ. Còn khi các bạn đã nghĩ là nó là nghề, là nghiệp, hôm nay phải chơi 2 tiếng mới đạt chỉ tiêu, mới giữ được fan phong độ, fan hâm mộ, không fan nó chửi bới loạn đây này, thì nó là nghề, là nghiệp, áp lực lắm. Nhiều khi đéo còn chơi, vẫn phải chơi. Nó không còn vui như cái ngày mình chơi nữa. Bây giờ nó là nghề nghiệp rồi, áp lực. Mình cũng đau đáu, cái game này nó đéo ít nước lợi nhà gì. Nó đéo như thằng góp nhặt cát đá nói, nó đéo như các sư trên thầy chùa nói. Nó đéo như Đức Phật, nó đéo như ông nọ ông kia nói. Mình thích ông Phật lắm, nhưng mà bây giờ ông Phật bảo không chơi game mới thế, không hát ca, đến cả ca nhạc xem phim Đức Phật còn cấm. Thì cấm tỳ kheo thôi, còn người tu dở hơi như mình thì xem phim ca nhạc thoải mái. Cái người ở trong giới người ta rất muốn là thay đổi một cái nghề mới, thay đổi một cái gì đấy nó lương thiện hơn, nó giúp ích nước nợ nhà hơn. Nhưng khổ lỗi đi ra ngoài kia mà làm cái nghề khác thì đéo kiếm được tiền, đéo có người theo dõi. Người ta cứ gắn bó vào cái nghề. Chứ trong thâm tâm người ta đấu tranh kinh khủng khiếp luôn. Còn nó khi chơi mới khi làm nó lên là nghề nghiệp nó khác. Còn trẻ con nó không hiểu. Nó cứ bảo sướng nhỉ, như anh này sướng, vừa nói chuyện vừa kiếm tiền, đéo phải đi làm nghề gì khác. Không bao giờ cũng thế mà. Khi chưa lấy được con máy này thì em là tất cả của đời anh. Em mà mất đi thì cả đời anh vô nghĩa. Cứ lấy nhau được 1-2 năm đi, lại nhìn con khác là này, em kia mới là tất cả với anh, đéo dám bỏ. Nó thế, khi các bạn chơi mà các bạn thần tượng nó như thế, nhưng khi các bạn bước vào lại thấy chán ngay. Lúc ấy lại phản hồn quy tâm. Giống như tôi luôn luôn tôi đánh giá là những buổi nói như này có giúp ích được gì cho ai không. Nhưng mà mình thấy là giúp ích được nhiều người thì mình vẫn làm. Chứ còn bình thường mà nói tính của tôi mà thằng nọ thằng kia chửi là tôi đéo lên, đéo nói chuyện. Nhiều ông thì cứ bảo là tại sao anh không lâu không nên nói chuyện. Mẹ cái thằng bỏ mẹ này sao lâu lắm không gặp mày. Tôi bảo lên mạng toàn con cháu nó chửi thì cái thằng ông nọ không nói 3 giờ rồi. Mày bẻ cái cổ áo lại. Tôi nhìn avatar trẻ con. Tôi bảo mày bao nhiêu tuổi. Tôi nói như này. Nó bảo 2K9 còn mày thì sao. En yêu đấy. 2K9 còn mày thì sao. Ra hội trường huyện Yên Mỹ hay là ra ủy ban cái đéo gì, gặp nhau tí. Mẹ 2K9 mình ngồi mình trừ. Năm nay 16, 17, 16. Con tôi năm nay nó 12, 13 rồi. 2K9 còn mày thì sao em yêu. Bố nó ngày xưa chắc là cái tầm ý nó còn ít tuổi. Bố nó còn ít tuổi hơn tôi. Như con thằng Sơn kia là hết năm 12 nó đã lấy vợ bạn tôi ấy. Con bây giờ nó lấy chồng mẹ nó rồi, lấy vợ rồi. Bây giờ lên mạng toàn con cháu nó chửi như chó luôn. Nói về game của chúng nó thì làm đéo thì chúng nó chả chửi. Khác thì chúng nó là bố mẹ đâu. Bố mẹ thì chúng nó không chửi đâu, trong mồm phọt ra đâu. Nó chửi thầm ấy. Bố mẹ thì biết cái cớt gì. Như trong đầu ấy, ông bà già cứ khuyên như nọ anh kia. Nó có tôn trọng các bạn đâu. Đúng không? 2K9 còn mày thì sao? Ra ủy ban nhân dân huyện thế nọ thế kia. Xin phép tao mà bây giờ tao nói thật, tao phát ở trên hai cái này. Tao bảo ông nào có thằng con tên là như thế này, 2K9 nó đang chờ tôi đây. Ông ra nào là Yên Mỹ này, Văn Giang này, Khoái Châu,
tôi nghĩ là sẽ có ông nôi ra lôi lôi chúng mày về đấy, mặc dù không phải bố mẹ mày đâu. Ba cái huyện Văn Giang này, Khoái Châu, Yên Mỹ, ngoài ra còn Kim Động nữa, bốn huyện này. Người theo dõi tao loanh quanh đây nhiều lắm. Còn nhiều ông bảo nó chửi mày thì nó chửi tao đéo đâu mà tao rồi, thằng ấy con cháu trong nhà kệ mẹ. Tại vì thường nghe mình là nó vô vi mẹ, chửi chửi kệ mẹ này chứ nó chửi mày thì nó chửi tao, kể cả nó chửi tao cũng được. Nó buồn cười, những người nghe mình nó thế. Hôm trước tôi nghe ông 3 ngày không tắm mà ghê hết người. Nói chuyện bình thường, nghe 3 ngày. Thôi được rồi, nghỉ nha. Tôi định nghỉ lâu lắm, nhưng view nó cứ lên thế này. 737 này. Tiếc đấy nhỉ. Hay lên đây bảo con cái thủy nó năng mông, năng đít, xong rồi hát mấy bài con mèo con này. Biết đi không biết tắm hay thế nọ kia để giữ view nha. Khổ. Nhưng mà các bạn, nói chung là tôi cũng định khảo giá, tức là khảo cái mức độ quan tâm. Các bạn đến với tôi vì cái mẹ gì không biết nhỉ. Tôi nghĩ là phần đa là theo dõi mình vì chờ cái ngày mình đi tù đấy nhỉ. Xong bắt đầu vỗ đùi đen đét, chết cụ mày đi thằng giang hồ mõm. Con cháu nó theo dõi cũng nhiều, nhưng tôi bảo con cháu không hiểu đâu, đừng theo dõi. Thứ nhất mày theo dõi mày không học được cái gì. Theo dõi mày không học được cái gì. Mày vào toàn chửi thôi. Còn trẻ con thì nó cứ bảo là tại sao Đức Phật không gọi trâu bò lợn gà vào cho nó đông. Nó buổi giảng pháp mà cứ gọi mỗi tỳ kheo mấy các sư trong chùa nghe, gọi là thượng sĩ đấy. Còn những ông mà ngoài đời thực nó là trung sĩ. Còn mấy cái người bán hàng rong hoặc xe ôm công nghệ hoặc là các thứ ấy là hạ sĩ. Người ta nhìn thấy Đức Phật ở xa kéo người ta cười. Nhưng mà cái lúc mà Đức Phật chưa nổi tiếng thôi. Nhưng mà bây giờ nổi tiếng rồi, người ta lại tôn thờ như những người bình thường thôi, cũng như thượng sĩ với trung sĩ thôi. Còn bình thường là các bạn bảo là ít view thế nhỉ. Mẹ cái thằng phụ hồ kia nó phát còn đông view hơn. Đức Phật bảo hay là gọi luôn trâu bò lợn gà vào cho nó đông. Thực ra nó không hiểu gì. Số lượng đấy nhưng mà không hiểu gì. Bình thường người ta đang chú tâm, người ta nghe, người đang chú tâm nghe ai. Én ngay. Gú gú. Quạc quạc. Thế thì còn ai tập trung nữa. Thực ra là đông người xem mà trâu bò lợn gà vào xem thì cũng vui. Nhưng mà chúng nó thường là chúng nó không phản biện được mình. Phản biện theo cái tinh thần là cút cụ mày đi, mày đi tù đi con thế loại kia. Xong rồi nó toàn chửi bậy ấy, năng mạ xúc phạm, nó không vô căn cứ. Tôi lúc trước tôi bảo rồi, phản biện nó có mấy tầng. Thì có hai tầng chính mà nó ở hai cái biên. Phản biện theo cái kiểu là phủ nhận sạch trơn, theo cái kiểu không có một cái lý trí, không có am hiểu chính trị, không có hiểu biết, không có thế nọ thế kia gì. Nó không có một lý do gì luôn, phản biện cái lý do này. Cái thứ hai nữa là nó tốt, cực kỳ tốt đẹp, là phản biện trên tinh thần xây dựng. Mình không hiểu thì mình hỏi để mình vỡ ra. Mà tôi thấy là theo quan điểm của tôi thì nó phải như thế này thế này. Tôi thích game, anh không thích game thì câm mồm mà cái loại kia thì tôi nói luôn. Mà vì mình như thế cho nên ở cái kênh này tôi sẽ thiên về cái ý. Còn các bạn thích game thì các bạn đi nơi khác. Ai bắt các bạn phải nghe tôi đâu, nghe những thằng thích game ấy. Vì là các bạn không thích game lại các bạn lại vào đây, các bạn lại không phân biệt đâu là chủ đâu là khách. Các bạn cứ nghĩ là tôi nói chuyện cho các bạn nghe. Tôi không nói chuyện cho các bạn nghe. Tôi cũng là cái thằng đéo cần người theo dõi là các bạn cơ. Tại vì theo dõi để làm gì? Theo dõi để các bạn, tôi nói rồi, các bạn nên theo dõi ai khi các bạn muốn học cái điều gì từ người ý. Nhưng theo dõi theo kiểu vào chống đối rồi chờ mong ngày nó đi tù, phần đa người ta như thế. Ngày xưa áo vàng áo xanh theo dõi mình cứ chờ mình nói hở ra là cắt video rồi. Thế nọ thế kia nhưng ít, mình bịa ra đây. Nhưng có những ông áo vàng áo xanh thật. Ngày xưa mình còn chê các ông nhiều, không dám nói là ấy nhưng mà chê ông nhiều, tức là nói là cái sự thật về các ông ấy, cứ theo dõi mình. Còn bọn trẻ con thì tôi nói thật ra là thứ nhất chúng mày theo dõi tao không học được cái gì, tại vì cái đầu chúng mày cứ phải cho game là chân lý. Nhưng khi chúng mày 30-40 tuổi, chúng mày nhớ lại là cách đây 10 năm 20 năm có nghe một thằng bỏ mẹ nào tóc tay nó bù xù mà mình nghĩ là thì nó nghiện, nó nói điều này rồi. Bây giờ thử quay lại xem cái thằng đánh theo cái góp nhạc cát đá, xem 10 năm nay thằng này nó đi tù mấy lần rồi. Thật khổ, lúc ấy là khéo các bạn quay lại mà 10 năm sau các bạn quay lại đây thì thực ra chắc chắn một điều là cái người hâm mộ, cái người theo dõi tôi nó đông hơn, tôi sẽ thành công hơn. Thành công thì lúc ấy tôi sẽ nói cho các bạn thế nào là thành công. Còn bây giờ tôi mới gọi là võ vẽ mà thực ra như bọn tôi ấy, nó gọi là quý nhau vì đức, xong rồi nó như kiểu là kiến tha lâu sẽ có ngày đầy tổ.
Nhưng mà bây giờ mà mình cứ tha như thế thôi, nhưng mà một ngày mình lại nói về mình lại đi tù vì tội ấu dâm nữa thì thôi, thôi tất cả nó đổ sông đổ biển hết, như dã tràng xe cát luôn. Tất nhiên tôi nói với các bạn như này, tôi phải giữ mình chứ. Mẹ tổ sư nói thì hay, tự nhiên lại có một ngày lên ấy, hôm nay tôi, công an huyện Khoái Châu đang tạm giam anh Nguyễn Lê Tuân vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá, liên quan đến đường dây gọi là nghi là anh này có đơn tố giác của một em 5 tuổi, à một cháu 5 tuổi tên là tên này ở trong thôn Thọ Bình. Anh này chúng tôi nghi là tội liên quan đến tội ấu dâm. Ôi giời, lúc ấy thì đúng là mẹ cả họ nhà tôi xuống dốc luôn. Không phải bản thân tôi đâu. Một người làm quan thì cả họ được nhờ, mà một người đi tù thì cả họ là ảnh hưởng. Ôi, từ lần sau nhìn thấy người dân Tân Dân này. Thế nó liên quan cả người dân Tân Dân luôn. Cho nên cái vụ mà ba con mà đốt mẹ này nó liên quan đến cả người dân đương nhiên luôn. Nó nói chung là dân nào cũng có người tốt người xấu. Các bạn giữ tiền mới giữ các thứ, chẳng qua là các bạn nghĩ nó là cao sang mà. Như bọn tôi thì là gọi là cái tầng này, mà nếu mà theo như ông ý ông Chí là thủ đức, giữ đức. Đấy, bọn tôi là giữ mình, giữ cái bên trong. Còn những cái mà các bạn nghe, những cái mà tiền bạc các thứ nó là bên ngoài, nhà cửa nó bên ngoài. Bọn nhà con nó nghe không hiểu đâu. Cái thứ hai nó làm gì có tiền mà nó mua cái sản phẩm của tôi. Cái gì? Toàn trẻ con mà con men keo liên thiên kệ nó đi ạ. Nhà mày sắp giàu rồi Tuân. Thì hôm qua các bạn kia bạn hỏi tôi là giàu là như thế nào ấy. Tôi bảo do cái đích đến của các bạn ngắm đến. Còn bình thường thì ở trong các video tôi như này, nhưng tôi cũng nói đi nói lại, mục tiêu của tôi không phải kiếm nhiều tiền mà lắm người theo dõi. Cho nên là tôi cũng bảo các bạn là rồi là tôi cũng cứ ngại lắm. Nó bảo các bạn like, chia sẻ với thả tim thả like, tôi ngại lắm. Nhưng mà khổ lỗi nó cũng bị cái triệu chứng này. Nếu mà phát mà đéo có người xem nào, đéo phát đâu. Bị cái nào cũng không muốn là người ta, ta xem mình đâu. Nếu mà những người mà người ta không thích xem ấy, người ta cũng không cần phải xem mình đâu. Nhưng mà theo cái kiểu bài hát của bọn trẻ con nhỉ, đôi khi thích ở một mình nhưng mà sợ cô đơn. Phát như này nha, cũng muốn đuổi bọn trẻ con. Nhưng mà này ít nắm mắt xem là đéo phát đâu. Tại vì ít mắt xem là đéo có công, không có công. Lúc này nên đi làm việc khác cơ. Ôi, nó mài dìu ấy. Nó lúc nào mà TikTok hay là các nền tảng khác tự nhiên có một cái nền tảng khác nó đề xuất hay nó lên thế này kia thì bố mày phát. Lúc cái nội lực nó bốc lên thì kinh lắm. Nhưng đại ý cho các bạn biết là như thế nó có những cái mâu thuẫn. Nhưng mà nếu mà ít mắt xem thì là làm việc khác, tập trung vào chính mình, lúc ấy lại bảo là do mình. Mình nói đéo người nghe, xong rồi đéo thực tế thì người ta bỏ đi thôi, người ta cũng đéo xem mình. Bọn trẻ con nó bây giờ nó đéo xem mình nữa rồi. Ngày xưa thì cứ đuổi chúng nó, cứ đuổi, mày nghe mày không hiểu gì đâu. Nhưng các bạn nghĩ là anh phát chỉ cần một mình em xem là anh cứ phát đi. Không bao giờ. Giờ hơi à, phát cho một mình các bạn xem, các bạn trả tôi bao nhiêu để tôi phát. Mấy ông ở trên cái kênh gì thế, anh cứ phát đi, anh phát là em sẽ xem. Thế nọ thế kia, nhưng đảm bảo luôn đến cái người xem nhá. Tôi phát lên còn có view 884 người xem này. Thì các bạn còn xem. Chứ còn bây giờ phát xong rồi có mỗi ông với một ông nữa. Ui cái thằng này nói nhảm lắm. Buồn cười thế nha. Các ông toàn theo tôi đánh giá là toàn thượng sĩ rồi. Nhưng mà các ông này toàn mẹ cũng đánh giá là một cái view nào mới xem một cái gì là vì đông người xem. Tôi đảm bảo luôn. Bây giờ trên TikTok mà không có 864 mà tự nhiên nó có 4 mắt rồi. Ui thằng này điên đi, hâm đi. 4 con kia chắc là 4 cái người kia đang xem chắc là nó bật 4 máy luôn. Chứ nói như nó thì có chó nó xem. Nhưng mà bây giờ nó 874, 779 người. Là ông lại cố gắng không xem. Chắc là phải có vấn đề gì. Chắc là xì căng đan gì, thằng này chửi đông chửi tây đéo gì. Mình nghe đéo hiểu gì mà tại sao lại có 889 người đang xem như này. Kiểu thế, tò mò. Đến vì tò mò. Còn cái người như tôi nhá, cứ chửi chúng nó đi. Nhưng mà ít mắt xem cũng đéo phát đâu. Mày làm vì đức, mày thủ đức chứ gì. Nhưng mà phát thì vẫn phải đông người xem. Phát mà ít người xem thì mày nói được một hôm, hai hôm. Ôi trời ơi, nói thật ra bản thân mình cũng chán nhá. Chắc là có vấn đề gì nhỉ? Mình nói cái đéo gì ít người xem thế nhỉ? Bây giờ mẹ, bây giờ làm cái việc gì bây giờ để cho nắm người xem. Xong rồi vợ nó lên nó cũng tác động. Ui giời ơi, đầu óc thì bù xù. Nhìn học thằng kia kìa, nó phát đi này nắm người xem này vì nó bẻ cổ áo này, tóc tai nó chuẩn này, nó đeo cái xích này này, học theo nó đi.
phát đéo có người xem. Đấy, các bạn phải hiểu như thế, tâm lý nó vẫn bị tâm lý đám đông nó chi phối. Chứ mà để mà tứ thập nghi bất hoặc, biết cái gì đúng cái gì sai, mà đúng sai thì nó vẫn phải theo đám đông. Mày nói đúng nhưng mà nắm người xem thì bố càng xem. Nhưng mà mày mà nói đúng nhưng ít người xem bố cũng đéo xem, vào đéo cần tranh cãi với mày. Kiểu thế, nắm người xem lại, nắm người bình luận. Cái video của tôi đề xuất kia nó nắm người bình luận. Lại nắm tiếp cận nắm người, bọn trẻ trâu lại vào lại nhiều. Là đéo hiểu gì này, là chết cụ mày đi này, là hẹn nhau ở ủy ban này này. Ra thì toàn các cháu mới lớn hơn con tôi 1 tuổi, 2 tuổi. Nhưng chính bọn ý tôi mới sợ. Bọn ấy bây giờ nó xiên người như ngoé. Tôi bây giờ tôi sợ, không sợ các ông 40, 50 đâu. Không sợ thằng Huấn, không sợ thằng Tiến. Không sợ áo xanh, áo vàng. Nhưng mà con cái Thủy bảo vào đấy nó đánh thì không trượt phát nào. Thế là vào trong kia nó bắt xong rồi vào nó đánh, không trượt phát nào. Anh phải sợ dần như là vừa. Không, bây giờ bọn trẻ con nên bây giờ sợ lắm. Sợ bọn ấy đi là vừa. Nói chung là những cái gì thì tôi cũng nhắc nhở luôn là không không phù hợp lứa tuổi, cái tầm nhận thức thì đi chỗ khác chơi. Này, ông này chắc 40kg, tầm 42, 46, lâu cân đâu mà mẹ bây giờ này quy ra móc rồi thì đang ngoài đấy là móc hàm hay là hơi 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 thì tầm 46, rồi tầm 42, 46 thì lâu không cân. Ôi thằng em tôi ngày xưa có 39,5 kg. Vô tổ. Vì nói thật ra là ăn uống gì đâu, bây giờ coi mọi thứ nó mỏng nhạt. Không gội đầu à, mẹ ở đây là ngủ. Giờ giấc của tôi là như kiểu là ngày kiếp trước của tôi là nó toàn ở Afghanistan hay là ở khu châu Phi, Cuba. Lúc các bạn ngủ thì tôi thức, bây giờ tôi chỉ hợp. Trông tôi già dặn thế này thôi, nhưng mà giờ giấc của tôi nó cùng với bọn trẻ con. Mẹ hôm qua là bọn trẻ con 1 giờ nó mở cổng, nó đi về bạn. 1 giờ đêm vẫn còn đùa cợt linh tinh. Tôi nghỉ nha. Dù là view nó vẫn cao, như ở trên này hơn 600 người xem. Nói chung là các bạn đừng, cái này thì tôi nói cho các bạn, nhưng còn thực ra tôi không tiếc đâu. View cao view thấp thì tôi nghỉ là tôi nghỉ thôi. Quan trọng mẹ, các cái này nó ở trong đầu của tôi nói là lúc nào là được. Trừ khi bây giờ ra tự nhiên ô tô nó đâm cho phát cái đéo nhớ gì thôi. Thế cho nên tôi cũng bảo với các bạn này, muốn nắm người theo dõi thì cái vốn kiến thức của các bạn nhiều lên, kỹ năng ăn nói của bạn tốt lên, nói những điều mà ích nước lợi nhà, lợi cho người ta thì người ta mới xem. Mình hiểu như thế. Có những người toàn nắc vú lắc mông, người ta nắm người xem tại vì nó giúp ích cho cái bọn thích nắc vú lắc mông. Còn tất nhiên là cái khán giả của tôi thì nó sẽ ít hơn so với các người đang làm nội dung khác. Tại vì người giàu ở trên thế giới này hay là người có trí tuệ nó ít bao giờ ít hơn cái bọn dở hơi, đúng không? Ít hơn cái bọn mà nó thiếu kiến thức. Nhưng mà bây giờ cả cuộc đời của các bạn là để nâng cấp lên, để thành những người trí tuệ, những người hiểu biết. Đéo ai đi lùi bao giờ, đúng không? Bây giờ các bạn biết là các bạn nâng cấp, các bạn lên như thế thì các bạn phải đọc học chứ. Bây giờ các bạn cứ muốn nghe những cái điều nó dễ. Còn những cái người nghe không hiểu mình thì tôi bảo chắc là bọn người, những cái người nhiều tuổi ấy, là những cái ông mà ít đọc, ít xem những cái hàn lâm, toàn thích xem mì ăn liền, thích xem sách. Xem sách nhưng bình thường còn tua cơ. Mình nói các ông này bảo mày xem sách không tua. Nó tua, xem những cái dễ dàng tua. Tua thế thì thành ra là xem những cái dễ dàng còn phải tua nhá. Tại vì không chịu được các cái áp lực. Xem bộ phim sách là 2-3 tiếng. Xem những cái dễ dàng còn phải tua. Xem những cái này thì làm sao chúng nó chịu được. Đau đầu là đúng thôi. Còn ngày xưa tôi có bảo ngu là ngủ. Nếu các bạn không hiểu về một cái vấn đề gì đó người khác người ta đang nói thì các bạn buồn ngủ. Nếu các bạn hiểu về vấn đề người ta đang nói thì càng đam mê, càng thấy hay. Học cũng thế. Cho nên ngay từ đầu nếu các bạn học giỏi thì các bạn không cảm thấy áp lực, không cảm thấy ngu là ngủ. Nhưng mà nếu các bạn đã không hiểu gì rồi lên lớp buồn ngủ lắm. Xong rồi nghe nó lại không có tính ứng dụng gì. Đấy. Ngu là ngủ là vì thế đấy. Nếu các bạn thấy giỏi rồi, các bạn học giỏi cái môn toán này, cứ đến giờ toán là các bạn thích. Nhưng đã dốt toán rồi, dốt lý rồi, mẹ đến cái môn ấy nó đã áp mực được rồi. Đến cái giờ đi chi có muốn ngủ thôi. Gọi là đấy là trong giáo dục người ta gọi là mất gốc.
Cho nên ngay từ đầu cái gốc là các bạn vững, thì từ đấy nó phát triển lên. Nhưng mà đôi khi là nó cũng do ngoại cảnh nữa, do những hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia, thế là nó cứ từ từ. Còn tôi quan trọng cái ý chứ, bọn tôi quan trọng trong cả vấn đề giáo dục. Tại vì bây giờ mình có con có cái rồi, nghĩ đến vấn đề giáo dục con cái. Như bọn trẻ con nó hiểu cái mẹ gì đâu, kể cả những người đang làm giáo dục cũng không hiểu thế nào là giáo dục đâu. Tôi lại xin phép nói như thế để ấy thôi, chứ bọn chắc người ta cũng hiểu. Người ta làm giáo dục còn bao nhiêu năm, người ta đéo hiểu về gì về giáo dục thì dở hơi. Nhưng hôm nay tôi nói cái vấn đề nhỉ. Còn nói chung là trong các buổi này nó không có dàn bài, nó không có thân bài, nó không kết luận. Cho nên cứ tùy các tỳ kheo là cứ chọn chỗ nào phù hợp với các bạn mà ấy thôi. Chứ còn nó khó lắm. Nói ra thì nó chỉ là cái lý thuyết áp dụng cho từng người. Những cái này thì tôi trải qua rồi, tôi ấy rồi. Tôi thấy là nó phù hợp với cá nhân tôi. Chứ còn có những người khác đi đường tắt hoặc đi những con đường khác thì nó vẫn đến được cái mục đích là giàu có và lắm người theo dõi. Ví dụ như là có những bạn mà không thích nói như này, tại vì các bạn không đọc, biết cái gì. Các bạn có cái gương mặt nó xinh xinh một tí, các bạn nên nói nắm người theo dõi. Các bạn cũng kiếm được tiền, bán được hàng, cũng mua được nhà, cũng xây được nhà. Nhưng mà có cái đẹp chỉ để đem trưng thôi. Có cái đẹp thì được tôn thờ. Có hòn đá thì vứt ngoài đường, có hòn đá thì dùng để chặn dưa, có hòn đá thì để bảo tàng. Đấy, ngày xưa bọn là gì nó lấy ví dụ, tiến lên thì cái ví dụ này nó có từ lâu rồi. Chủ yếu các bạn chọn cuộc sống của các bạn như nào, tương lai của bạn như nào để hướng tới. Còn đôi khi thì rõ ràng các bạn biết nó là cơn đau, thu nhập thấp là cơn đau. TikTok của mình đéo có người theo dõi là cơn đau, không biết cách giải quyết kiểu gì. Thì đây như tôi nó là một cách giải quyết. Tại vì bây giờ người ta 603 người ta theo dõi đâu có phải là người ta hâm mê hết. Còn tôi thì nói chung là cái nội dung tôi làm là tôi hướng tới những người có trí tuệ. Thì người ta mới có tiền để mua hàng. Hàng của mình toàn hàng đắt thôi, không có 100-200 nghìn bao ship. Còn đôi khi những cái người thu nhập thấp hoặc các cháu hoặc là các bạn đi làm công ty các thứ ấy, theo dõi tôi chỉ vì tò mò. Có những người theo dõi tôi vì chờ có ngày tôi đi tù, xong rồi vỗ đùi đen đét chết cụ ấy đi thằng giang hồ mõm. Nhưng mà đến tôi nghĩ chắc chắn đến cái lứa tuổi của tôi trở lên, khi các bạn trên có mẹ già dưới có con thơ, áp lực kiếm tiền các thứ, các bạn nghe sẽ hiểu. Còn kiếm tiền như thế nào để an toàn thì cái cách của tôi nó là chân chính. Đấy, chứ còn các người khác lắc mông lắc đít thì người ta kiếm được tiền, xong cái cách tiêu tiền của người ta cũng khác. Đi làm gái làm việc cũng giàu thôi, nhưng mà vì là đi làm gái cho nên người ta thấy là kiếm tiền nó dễ. Không, người ta chơi với những người quan hệ cái tầng bậc của người ta toàn gái cú mới cả ngủ với đại gia thiếu gia ấy, người ta có quan trọng tiền đâu. Cái bọn ấy nha, nói thật ra là nếu mà cái đứa nào ấy nó ngủ với đại gia, nó chơi với đại gia, lắc mông lắc đít ấy, nhà nó nghèo nhưng nó mang tiền để xây nhà cho bố mẹ đấy, còn có cái khả năng cứu vớt. Nhưng khổ cái bọn ấy nó cứ ngủ đêm qua đêm, xong rồi nó tái đầu tư cơ. Có tiền bố mẹ ở nhà toàn ăn cơm không ấy, đéo bao giờ gửi tiền về cho bố mẹ. Đi ăn nhà hải sản, mua cái váy, mua điện thoại đời cao, mua ô tô. Đến khi nào mà con bị bắt lại tiền nhà, bố mẹ lại ở nhà bán đất bán ruộng. Còn bình thường nếu mà các bạn kiếm tiền chân chính, các bạn xuất phát từ cái hiếu cái đức, thì khi các bạn giàu là các bạn nghĩ đến bố mẹ các bạn đầu tiên, đúng không? Còn có mấy ai là đĩ mà yêu bố mẹ đéo đâu, yêu thì đĩ yêu thì đéo gì, nó lại mua quần áo giày dép để nâng cao cái vốn, đi lại độn mông độn vú, làm tóc làm tiếc. Đầu tiên nó phải đầu tư vào bản thân nó đã, tại vì đây là cái công cụ để sản xuất ra tiền. Rồi có gửi cho bố mẹ 10 triệu thì nó chả thấm ở đâu. Bố mẹ cứ chờ con 10 năm nữa, chờ vào mắt. Nó cứ nói thế đến khi nó đi tù nó lại nhớ về bố mẹ. Ôi xin lỗi các ơi, anh các chị đang làm bị. Mẹ cứ nói là lại đả động hết người nọ người kia. Đấy, tôi xin lỗi nhá ông đĩ rồi nhá. Xin lỗi các bà đĩ rồi đấy. Thằng này gần nhà vợ tôi. Đây. Quan trọng là anh phải nói được tất cả các chiêu trò trong kinh doanh mới khác. Thực ra các cái chiêu trò trong kinh doanh thì tôi bảo ngay từ đầu video rồi. Các bạn tham gia một cái thị trường nào đấy, kinh doanh bất động sản, thì ở trong ý đủ lâu thì các bạn sẽ biết được các chiêu trò. Và chiêu trò mánh khóe cơ hội, như là đất nông nghiệp chuẩn bị được đền bù như đất thổ cư, để làm thế nào để thế nọ kia, thì các bạn phải vào thị trường thì các bạn mới ấy chứ. Tôi bây giờ tôi phải trải nghiệm hết thì các bạn tôi mới nói được, thì nó không phải ấy. Tôi chỉ bảo với các bạn, nếu với những người mà cứ thích đổi nhảy việc với thế nọ kia, thì tôi bảo các bạn không có cơ hội đâu. Cứ nhảy việc như thế các bạn không nhìn ra được cơ hội.
và thay sim thay chip liên tục ấy, thì ai tin tưởng các bạn? Còn tôi thì tôi có đặt nặng cái vấn đề kiếm tiền ở đây đâu, những khổ lỗi vì là các bạn muốn nghe các trò kiếm tiền thì tôi biết trên cái nền tảng, những cái nền móng mà tôi đã trải qua thì cũng kiếm được tiền. Giàu chả biết giàu hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là các bạn cũng mong là, chứ những cái bạn nào các bạn xem tôi thì chắc chắn là các bạn cũng nghĩ là giá mà được như nó thì kiếm tiền cũng dễ. Đó, như là phát mà 500, 600 người xem TikTok hoặc Facebook hoặc YouTube nó thế nọ thế kia, mình đăng lên đây để toàn phải tự thả tim cho chính mình, chia sẻ lên hội nhóm rồi các thứ linh tinh, thì tôi đây chia sẻ cho các bạn những cái ý thôi. Còn từ trước đến nay thì mỗi nghề nó có một cái, mà mỗi sản phẩm nó có một cái mà để các bạn phải tham gia thì các bạn mới biết được. Còn chưa có, chưa tham gia thì các bạn nhìn thấy cái đéo thì chả đẹp, chưa yêu thì nhìn thấy con đi đường thì được đẹp thế, ở với nhau thì mới biết là nó tính nết nó như thế nào chứ, đúng không? Thì đấy, mỗi nghề của các bạn là đều có ấy. Nhưng nói cho các bạn thì những cái này là các cái gạch đầu dòng, còn chả biết là có áp dụng cho các bạn hay không, tôi không chịu. Tôi chỉ biết là cuộc đời tôi nó trải qua như thế. Ngày xưa mình cứ hy vọng là có những ông 40 nói mình mai sau mình 40. Có những người người ta bảo mẹ trông như thằng dở hơi ấy. Mẹ 40 mà cái suy nghĩ như 70 sắp xuống lỗ ấy rồi. Thì hôm trước tôi có nói này, với các bạn thì nó là bất hạnh, với tôi thì nó là đừng nào tôi cũng 70. Tại sao mình không 70 từ bé? Mình cũng bỏ qua những cái nầm nỡ hoặc những cái vui trẻ của cái nước ý. Nhưng mà rõ ràng khi các bạn 70 các bạn nhìn thấy các cháu nó lắc mông nó đít. Đến tận bây giờ các bạn 40 các bạn nhìn thấy bọn lắc mông nó đít, các bạn chán mẹ rồi đúng không? Bây giờ lại bảo là ngày xưa nếu mà mình 20 mình cũng đắc mông đắc đít, thế thì đến khi 40 các bạn chê gì cho cái bọn đắc mông đắc đít. Ngay năm 20 các bạn đã bảo ồ cái trò đắc mông đắc đít này dở hơi thật, nó chả mang giá trị đéo gì. Chứ bây giờ 20 các bạn cũng đắc mông đắc đít, sau thì 40 các bạn quay ra bảo chê trách cái bọn đắc mông đắc đít thì không hiểu gì rồi. Thế nó nửa tuổi như thế, ngày xưa các bạn cũng đắc mông đắc đít cái nửa tuổi này, bây giờ lên 40 các bạn thì chê chúng nó, ép chúng nó, xong bảo là tao trải qua rồi. Làm sao mà ấy được nhỉ? Ngày tao trải qua rồi, ngày xưa tao cũng thấy thú vị. Bây giờ lên 40 thì chúng nó rồi cũng lên 40, chúng nó cũng thấy là không ấy thì chúng nó tự bỏ à. Đúng không? Quán triệt cái tư duy nó lệch cái người ta gọi là cái đéo gì nhỉ? Ở trong gia đình ấy. Cái đéo gì đấy? Bố mẹ thì nhìn trên cái tầm nhìn cái suy nghĩ của bố mẹ. Nhưng mà khổ lỗi là ông bố mẹ này còn dễ thay đổi này. Là tại vì ông bố mẹ đã trải qua cái lứa tuổi của các con rồi, hiểu tâm sinh lý của chúng nó rồi. Nhưng thường là áp đặt các con thì nó ở cái từng tuổi như thế, nó chỉ cái suy nghĩ tầm ý thôi, nó làm sao nó hiểu được các bố các mẹ là bây giờ làm để làm gì, để kiếm tiền nuôi chúng nó cứ nghĩ game mà kiếm tiền thế nọ kia. Mấy là lúc đấy tôi nói rồi ý. Chẳng qua các bạn cứ nhìn thấy người ta chơi game người ta kiếm tiền các bạn thấy tự hào sướng, giá mà mình được như anh ý. Nhưng khi các bạn làm một cái nghề ý, các bạn bảo mẹ nó không còn là chơi và kiếm tiền đâu, mà nó là lên đến nghề rồi, phải làm rồi, lúc ấy là phải làm. Đấy. Còn ở ngày xưa tôi có phân tích là được làm và phải làm. Có một cái nghề nào đấy mà các bạn thích nó này, các bạn nhìn ra là cái này được giúp đỡ được nhiều người thì nó lấy là được làm. Còn bình thường với các bạn thì không hiểu, tại vì các bạn không làm là đéo có lương, không làm là không có công, không làm là mất ăn, không làm là các con chết đói, là mình cũng đói, là các bạn phải làm, áp lực là phải làm để kiếm tiền. Nhưng có những người thì người ta thích công việc ý này, và người ta nhìn thấy cái công việc ấy giúp đỡ được nhiều người. Đó, tại sao người ta cứ làm mãi như thế nhỉ? Tại sao người ta nhiều tiền như thế, nắm người theo dõi như thế, tại sao người ta vẫn phải như thế nào? Nhưng mà những cái người người ta được làm, các bạn sẽ thấy là người ta không vụ lợi đâu. Người ta không kêu gọi các bạn chia sẻ đi, rồi tặng tôi sao, tặng tôi hoa hồng. Các bạn ấn follow đi, ngoài ra các bạn rủ thêm bạn bè hang hốc, ông bà nội ngoại các bạn vào follow tôi đi. Xong rồi follow tôi đi thì càng ngày tôi càng bán rẻ, càng ngày tôi càng nói hay. Không có chuyện đấy đâu, người ta theo cái tâm niệm, cái suy nghĩ là tôi thích cái nghề này và tôi thấy cái nghề này nó giúp đỡ hơn so với tôi làm cái nghề khác. Trước đấy tôi bán rượu, bán ô tô chẳng hạn, tôi thấy bán ô tô đéo giúp ích được nhiều người. Tôi thích là cái nghề nọ nghề kia này, dạy toán cho nó đi, dạy lý cho nó đi. Nhưng thường là dạy lý dạy toán thì lại chỉ có cái tệp khách hàng là lớp 12, lớp 11 đi. Nhưng mà bây giờ bọn 30, 40 học hết đại học, học hết cao đẳng rồi đi làm xe ôm, vào xem lý xem hóa là vì là đây không phải thằng đực nó diễn,
mà đây là phụ nữ con gái, ngày xưa cô giáo Minh Thu Minh Thiết gì đấy, ăn mặc thì nó đứ đa đứ đởn, đéo ra giáo viên đéo ra gì. Còn như cái tầm nhìn của tôi thì giáo viên ra giáo viên, mày thích ăn mặc hở hang, mày thích ăn mặc bó sát, mày đi làm cái việc khác, không dám nói nặng lời là đi làm những cái nghề mà người ta tôn trọng cái việc. Đấy là cái suy nghĩ cái ấy của tôi. Còn đáng nhẽ lên đây thì cũng mặc vét mặc viếc như kiểu diễn viên hay là diễn giả truyền cảm hứng ấy. Hứng đéo gì. Nhà cứ tùy thế nào thì tùy thế thôi, mình cứ thế nào để mình thoải mái thôi, chứ chả để ý những người khác. Rồi kết nối chậm, vẫn đang kiếm kìa, ngủ đi em, nói hay nhưng làm được không ông mẹ. Từ lúc đấy đến giờ tao nói, từ trước ngày mà tao nói với chúng mày, tao thề luôn là tao cái đéo tao làm được, và tao làm được rồi tao mới nói, đảm bảo luôn. Gặp tao tao còn chả nói năng gì luôn, đến đây gặp tao khen nọ khen kia nó đéo nói năng gì, lên mạng là mới nói luôn. Chứ còn gặp mình các bạn, gặp tôi mà để bóp mồm ra để nói khó lắm, mà các bạn dùng gì để thuyết phục tôi thì chả bao giờ ấy. Nên là dùng tiền mời tôi đi ăn chứ không, trừ khi các bạn đưa tiền cho tôi thử. Thì nó bảo ngày xưa có anh Hưng 33 gì ấy, nó phải điện về đây ấy, bảo hôm nay anh Hưng 33 anh lên anh muốn gặp anh. Gặp đéo gì, bố mày đang mệt, đang đọc nốt cái này cái này. Nó bảo anh Hưng 33 anh ấy muốn mua cây, anh lên đây gặp anh ấy. Ông Hưng 33 ông phi về đây ông đó. Nhưng mà bình thường các bạn, vì các bạn nghĩ là tôi nói thì nó là lý tưởng cách mạng như thế thôi, dựng lên thế thôi, dựng lên hình tượng thế thôi, đéo làm được đâu. Tại vì các bạn không làm được thôi. Nhưng ngay cái vấn đề mà lên đây live stream xong rồi bảo là tôi đéo cần các bạn follow, nếu mà các bạn học được cái gì hãng theo dõi. Theo dõi sau một thời gian học hết các đạo của thầy thì đi ra ngoài kiếm cơm. Áp dụng cho bản thân các bạn thôi. Thế tôi được cái mẹ gì, tôi cũng chả cần được cái gì. Người ta phải giúp ai cái gì là luôn luôn cái tâm mong cầu. Mình không đặt nặng cái vấn đề. Thôi nghỉ đi, mệt lắm. Vẫn hơn 500. Dạo này chú tàn tạ quá, thủy em nó hút hết rồi. Lúc nào nghĩ đến sách siếc tình dục thì lúc nào nghĩ thế thôi. Nói nó khó, mở mang cho các ông này nó mệt lắm. Lúc nào cũng tôn trọng võ tổng võ tiếc, nhưng mà mẹ tôn trọng thì thế thôi. Giá mà được như Tây Môn Kháng thì sướng nhỉ, chết cũng đáng. Đây Tây Môn Khánh còn được gần 30 tuổi chết. Bố mày chỉ cần một lần ngủ với em này, đi tu vào tội bố cũng chịu. Sống bọn này sống chi vì cái dưới. Chú cháu đéo gì. Tôi mới bảo nhiều người giàu, nhưng suy nghĩ của người ta cũng chỉ thế thôi. Không dám nói người ta xúc động vật, nhưng mà khi mà tôi như này và các bạn như này, nó là con người. Phần con và phần người. Nếu các bạn áp được cái phần con thì phần người các bạn nó cao lên. Đừng nói chuyện thần với cả tu để giải thoát, để tiếc các cụ toàn 60, 70 cứ mong là đi chùa để mong giải thoát. Thấp nhất là con này, diệt hết gần cái phần con đi, nó là thành người nhiều này. Người nhiều xong rồi nó lên thần này, thần xong rồi mới A-la-hán với cả các kiểu. Đấy kiểu như vậy. Các cơ thờ bà 30, 40, 50 vẫn tranh đoạt quyền vị, xong âm mưu thủ đoạn, nên nay chim vẫn còn tự khen mình, chê người khác. Mẹ bắng đi một phát 2-3 năm sau có tuổi một phát có cháu một phát là lại lên chùa mong giải thoát. Sướng nhỉ. Cuộc đời đúng các bà sướng, các cụ sướng. Cuộc đời bon chen đến năm 59 tuổi, đúng 1 năm sau là lên chùa là mong giải thoát được luôn. Không được, không được. Thôi nghỉ nhá. Video thì nó ăn mặc lịch sự là tôn trọng người đối diện. Thực ra thì ăn mặc ví dụ như là thế này là lịch sự rồi còn gì nữa. Ngoài ra thì việc bẻ cổ áo mới là thế nọ thế kia. Còn bình thường nếu mà cởi trần thì tôi không tôn trọng các bạn. Người tôi lại xăm xăm rồi trổ trổ là không tôn trọng. Còn với các bạn coi cái việc ăn mặc lịch sự nó là được tôn trọng, thì tôi cũng bảo rồi, tôi ăn mặc như này, tôi vốn dĩ thế này. Bình thường ở nhà là tôi còn cởi áo cơ, cởi trần cơ. Tôi biết là lên đây là phải mặc áo, che đi cái phần dưới, phần trên. Thế là tôi đã lịch sự lắm rồi. Còn ở trên xã hội này, trên mạng xã hội ấy, tôi thấy mỗi ông nguy của cái F channel ấy. Khi nào nhà có khách là các bạn ở đấy biến hình rất là xinh. Phần đa các bạn là như thế. Thế nào ông ấy vẫn thế, ông quay là con bé bên cạnh hỏi thế anh đã biến hình chưa? Hôm nay nhà có khách. Có khách anh mặc cái quần dài này đã lịch sự lắm rồi. Với các bạn thì quan trọng cái vẻ bề ngoài thì các bạn nghĩ là phải ăn mặc lịch sự, tóc tai gọn gàng ra chứ cắt cái mái tóc 100.000, 200.000. Tôi cũng không bảo đến là sai.
Còn phần đa những cái người mà coi là khách đến nhà bố mặc cái quần dài này đã là lịch sự lắm rồi. Còn đôi khi mình tùy tiện, mình lên công sở, thế là hôm mới đi thi bằng lái mới mặc cái quần đùi này này. Thế là phải phải vào đấy để vào đấy xong lấy xe máy để đi mua cái quần dài. Thế con cái Thủy nó bảo là tại vì mất việc của nó ấy. Nó bảo mình ra chợ mua đi, mình bảo làm đéo có tiền, mày ra đấy mà chuyển khoản cho người ta thì mới mua được chứ. Thế là nó mới bảo là anh biết tại sao mà em không đăng ký cho anh đi VinFast đâu, đến nhà máy của VinFast đây mua cái nhà đấy, là nó muốn mua ô tô mấy cái thứ thì đến nhà máy bên VinFast nha, nó yêu cầu là ăn mặc phải quần Âu nha, đi giày không hở mõm nha, mặc áo sơ mi nha, thế nọ thế kia nha, anh ăn mặc luộm thuộm mấy cả thế nọ thế kia, ăn mặc không giống người lịch sự thế nọ kia, em không đăng ký thế nọ kia. Tôi bảo bây giờ mày mà nói luôn là đi VinFast phải đi giày không hở mõm mấy cả mặc áo như kiểu vét mấy cái thứ, mày có mời bố mày, bố mày đéo đi, kể cả VinFast luôn, tao đi máy bay đôi khi tao lịch sự tao đi còn đi dép cơ, bình thường bố đi chân đất cơ, còn nơi nào tôn trọng tao thì tao đến, không tôn trọng thì tao đi. Còn bình thường các bạn đang là người xem, các bạn là khách vào đây chưa gì các bạn đang họ nhà tôm rồi, các bạn lại bảo là không tôn trọng các bạn, không tôn trọng tôi biết, các bạn biết là thằng khác nó không tôn trọng các bạn thì đi chỗ khác. Tôi là người mà nếu tôi là khách, tôi đến đâu thằng chủ nó đối đãi với tôi, nó tôn trọng tôi đến, không tôn trọng bố đi luôn, VinFast VinFiếc được cái mẹ gì chứ, đúng không? Còn tôi bảo nếu mà ví dụ như là tôi là người lao động, hoặc tôi là chủ doanh nghiệp, hoặc tôi là cái người bình thường, tôi nhìn tôi thích đến Google hơn, tại đến thoải mái, đến này còn áp lực từ việc ăn mặc ăn miếc các thứ, tôi không thích, tính tôi là như thế. Bây giờ mình cũng có tuổi, mình cũng bất cần rồi, mình bảo là con cái Thủy nó bảo là thế nọ thế kia, tôi bảo mày nghĩ xem bây giờ tao cần cái đéo gì nữa, cần đến VinFast để bọn nó chụp ảnh hay là tao biết ô tô điếc hợp lý thì tao mua, không hợp lý thôi. Mà bây giờ mày có tin là bố về luôn không? Hôm ấy đang thi nhau, hôm ấy là thi lái xe, nó bảo anh về đi, nó nói thêm gần nữa là bố về luôn đấy, bằng lái bằng biết cái gì, nó lột mười mấy triệu, cần quan trọng gì đâu, bây giờ đi bộ cũng được. Còn mình cứ có giá trị thì khác có người đến đón. Khi các bạn có giá trị nhá, kể cả VinFast hay VinFast hay VinMé đéo gì, ông thích mặc thế nào, ông sự hiện diện của ông là tôn trọng chúng tôi lắm rồi. Các bạn đã không có giá trị thì các bạn phải theo chúng nó à? Là trong cái buổi phát này nha, các ông phải mặc vét hết. Thằng phát nó cởi trần cũng được, nhưng các ông xem là các ông phải thế. Nhưng mà tôi bảo mấy các bạn ấy, cố gắng hay làm sao mà bản thân thằng phát cố gắng để là người có giá trị. Giá trị như nào để có lợi ích cho cái thằng đối diện. Thì các bạn có ăn mặc kiểu đéo gì, hôm qua các bạn đéo tắm nó cũng vẫn xem. Giống tôi này, nó cứ bảo là không tôn trọng người xem. Kể cả mày đang bảo hiểu là tao không tôn trọng mày, tại sao mày vẫn còn ngồi đây mày xem? Chắc là mày phải học được cái gì, mày đúc kết được cái gì mày mới ở đây. Như thằng khác mà nói chuyện tình dục nha, trông cái giao diện như này mày đã đi mẹ. Còn đấy là tôi kể câu chuyện thật. Cái hôm thi bằng lái, đôi khi mình tùy tiện thật, mình vào công sở, mình trừ vào ủy ban là mình biết là phải ăn mặc quần dài từ ở nhà, do là bán cây còn ra vườn ra biết, thế là mình cứ tùy tiện mình đi mặc này. Thế ông bảo vệ ông bảo thế hôm nay đi thi hay đi học? Còn hôm nay đi thi thì ôi rồi ơi, đi thay cái quần dài vào, không là không được thi đâu. Thế mình hỏi anh giáo viên dạy mình ấy, anh ơi cái quần hình như là thi như này không được quần cọc à? Thế bảo chân chú xấu lắm, người ta muốn yêu cầu chú che cái chân này. Úi rồi vào đấy xăm trổ cũng nhiều lắm. Xong rồi con cái Thủy nó bảo là anh đi mua quần. Tôi bảo đéo mua ở đâu bây giờ, mày cầm tiền mày đi với tao. Đi thế nào kiểu lúc ấy cũng thấy thầy bảo đến từ lúc 6 rưỡi cơ. Thế là nó đi, nó vừa đi vừa bực ấy. Anh biết tại sao em không đăng ký cho anh đi VinFast hay thế nọ thế kia, trải nghiệm với thế nọ kia không? Nó vào VinFast là nó phải yêu cầu thế nọ kia. Nếu mà bây giờ nha, mày nói là đi VinFast phải như thế nọ thế kia nhá, áo vest sơ mi các kiểu nhá, xong rồi đi giày không được hở mõm nhá, mày nghĩ là tao đi à? Mày, mày có mời tao, mày có cho xe đến đón bố cũng đéo đi luôn. Tao đến đâu là nó phải thoải mái. Nguyên tắc của tôi nói cho các bạn từ 5-6 năm. Nếu mà đi đến đâu mà tôi được thoải mái, đi đến đâu mà mình được thoải mái thì nơi ấy là nhà. Còn đi đến đâu mà mình không thoải mái thì nơi ấy kể cả đó có đang là nhà nhưng mà nó không phải nhà là nhà. Các bạn cứ nghĩ là bây giờ về nhà, nhà là phải thoải mái chứ, nhà đây này còn mình nhìn bố nhìn mẹ. Xong rồi thằng anh trai nó được bố mẹ chia cho cái nhà to, mới cả chia cho 40 mét, mình được 30 mét, đấy là không thoải mái.
Nơi đâu thoải mái thì nơi là nhà, nơi đâu không thoải mái thì kể cả nó là nhà cũng đéo phải là nhà. Tôi thì bây giờ tôi chỉ đến nơi nào tôi khiến tôi thoải mái thôi chứ. À, mẹ cũng ông nọ bà trai rồi chứ có phải là thì các bạn phải hiểu như thế. Chứ còn đôi khi các bạn phải ăn mặc thế nọ thế kia để người ta đánh giá các bạn là lịch sự. Với tôi không có đâu. Tôi không cởi trần tôi đã là tôn trọng các bạn lắm rồi. Tại vì tôi biết là lên mạng hoặc là các thứ là tôi không tục cởi trần. Nhà tôi có khách tôi cũng vẫn phải như thế này. Nhưng mà nếu nhà tôi có khách thì tôi vẫn ăn mặc như này, tôi xuống tiếp, bẻ cái cổ áo như này. Còn nóng thì bố mày cứ vén lên như này bình thường. Ông là khách, ông đến đây là vì tôi cơ mà. Chứ tôi khi nào tôi nhờ ông, tôi là khách của các ông. Tôi lại phải gọi là nhập ra tùy tục, các cụ bảo thế. Nhưng mà giới trẻ với giới già, nhất là cái thời đại này, không hiểu cái câu nhập ra tùy tục đâu nhá. Và lẫn lộn đảo lộn luôn. Y như họ nhà tôi, không biết đâu là khách, đâu là chủ. Còn các bạn biết nhập ra tùy tục nữa là gì? Vào nhà là theo tục lệ của nhà ấy. Ở nhà các bạn thì cứ vào nhà là bỏ dép. Nhưng đến một cái thằng nào đấy nó còn bảo là đi vào ngõ là phải bỏ giày rồi cơ. Tại vì từ ngõ nhà nó, từ chỗ ấy vào nó toàn trải thảm. Đại ý là nói cho các bạn như thế. Nhập ra tùy tục, nhưng bây giờ giới trẻ bây giờ, giới già bây giờ còn đéo biết thế nào là nhập ra tùy tục. Cái thứ hai còn đảo lộn trật tự hết cả. Nó cứ nghĩ là tôi phát như này là tôi kiếm được mấy đô của chúng nó này. Tôi được lợi thì chúng nó, tôi phải lịnh chúng nó, tôi phải tôn trọng chúng nó. Tao cứ sống vì tao đã. Mày thấy hợp thì mày ở lại, không hợp thì cút. Gơm vào bắt bẻ. Còn rõ ràng chúng ta sống một đời, càng nhiều tuổi lên chúng ta sẽ thấy vô vi. Mày ăn mặc thế nào miễn mày thoải mái là được. Đến với anh miễn mày thoải mái là được. Đến lại nắm quy tắc, ăn mặc giày dép như thế nọ thế kia. Đéo bố mày đéo thích đi. Tôi mới nó cứ nói tôi bảo mày có tin bố về luôn không? Mua quần một chiếc về luôn. Mày đây mày ép tao đi học lái xe chứ tao cần gì ô tô tiếp đéo đâu. Nói tôi em thách anh về đấy. Mà nó mà gân lên là bố về thật đấy. Nó phải mười mấy triệu nó khóa học đấy một người ạ. Mày bị ai đấm bao giờ chưa? Khổ lỗi là chỉ bọn trẻ con chúng mày muốn đấm tao thôi. Các mày cứ nghĩ là ai cũng đấm được tao. Tao nói cái gì động chạm đến người ta hoặc là sai lầm hay thế nọ thế kia người ta mới đấm như. Còn khổ lỗi những cái bọn mà đấm điếc các thứ thì tương lai đi tù nó cao lắm. Ở trong cuộc sống này người ta tranh biện nhau bằng lý lẽ. Nhưng con thời này thời đéo gì nữa mà dùng sát để đấm. Ăn nhiều và mai sau thành con trâu. Đấm đá thì mai sau vào kia lại có nhật ký trong tù. Đấm thì một thằng đi viện, một thằng đi tù chứ có cái mẹ gì đâu mà đấm đá mới chém giết. Nhưng mày có hiểu cái nguyên tắc hay không? Tao dạy con tao đến tận bây giờ, hai đứa dùng vũ lực rất ít, tại vũ lực không giải quyết một cái vấn đề gì. Nói thẳng nó như thế thôi. Bản chất của vũ lực là vì là các bạn bất lực quá các bạn dùng vũ lực. Hai đứa con của đứa em tôi thì hôm nay dạo gần đây nó ở đây này, mấy tháng thấy hai chị em toàn đánh nhau rồi. Em trai thì đánh chị thì đánh em. Tôi bảo có thể là do là bố mẹ nó hay đánh chúng nó. Các bạn hình dung là cái vũ lực nếu các bạn đánh ai đó là ở trong đầu cái người đánh ấy, người ta nghĩ là vũ lực giải quyết vấn đề. Cái thứ hai nữa là cái vũ lực nó không đi đâu cả. Tiền chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác thôi. Vũ lực các bạn đánh đứa kia thì nó áp lực trong đầu, nó lại đi bắt nạt người khác, yếu thế hơn nó. Còn nếu mà ai đó được giáo dục trong môi trường không vũ lực hoặc ít vũ lực, nó không mang cái vũ lực ra giải quyết. Còn chỉ có bọn dở hơi, võ không ra võ, vẽ không ra võ, thầy không ra thầy, thợ không ra thợ. Nghĩ là đấm nhau thì được. Những cái người mà học võ chân chính, học võ thì người ta đi đánh nhau làm gì? Thật, bế bách lắm người ta mới đánh nhau trong cái vấn đề tu luyện hay là tu đạo cũng thế. Các ông nớ mớ là cứ muốn là thần thông nhìn xuyên thế nọ thế kia. Nhưng mà với những người chân chính thì người ta thấy cái thần thông như thế người ta không dùng. Dùng khi ở một mình người ta còn chả dùng nữa, là dùng cho các bạn để các bạn tôn trọng đấy nhau. Chỉ cái bọn trâu không ra trâu, nghé không ra nghé mới lớn thì cứ nghĩ là đấm đá túi bụi giải quyết vấn đề. Giải quyết cái vấn đề thì chúng mày nghĩ là đấm đá giải quyết cái vấn đề thì tương lai chúng mày thì một là vũ phu gia đình chúng mày thì vợ chồng đấm vợ, vợ đấm con, chửi bới tùm lum tùm na, nhà chúng mày không khác gì địa ngục. Đấy là tao nói từ gần vào xa nhá. Con người mày cứ nghĩ là đấm đá rồi vũ lực giải quyết vấn đề ấy. Người mày, con người mày là một cái người vũ lực. Mày luôn luôn nghĩ trong đầu là đấm đá giải quyết vấn đề. Nhưng mà những cái đứa ấy nó rất ít tiền, không có tiền, thậm chí công ăn việc làm không có luôn. Mày đi xin việc mà đầu óc mày
Không, mà những đứa mà nghĩ đến đấm đá là kiểu đéo thì nắm mình xăm. Nắm mình xăm là cơ hội việc làm đã ít rồi. Mày bảo làm chủ mà mày tiếp khách mà mày không mềm mỏng, mày không vâng dạ dạ thưa, mày cứ nghĩ là đấm đá người ta. Còn cái người giàu ấy, tri thức ấy, thì nói thật ra là người ta biết. Bình thường như bọn mày không biết đâu. Đi làm thuê người ta đéo nhận. Tương lai chỉ có ở trong tù thôi. Một là đấy là bản thân mày. Cái thứ hai, mày có khuynh hướng bạo lực thì mai sau mày cũng lấy được con khuynh hướng bạo lực. Mày có thể đấm được nó hoặc nó đấm mày. Nhưng nếu mày đấm vợ, vợ nó lại không đấm được mày, nó lại đấm con. Con cái mày ra ngoài thì nó không đấm được mẹ nó đéo đấm được mày. Nó ra ngoài kia nó lại bắt nạt những bạn cùng lớp. Nó ảnh hưởng đến 4 năm đời nhà mày. Cho nên tốt nhất là trước khi dùng vũ lực nghĩ ra đấm để làm gì. Còn mình đấm được nó, nếu mà theo đạo Pháp Luân Công ấy, mày đấm tao một cái thì cái đức ở trong người mày nó sang bên tao. Còn nếu tao đấm mày thêm cái nữa thì là hòa, đức hai bên ngang nhau. Còn bây giờ tao nhẫn nhịn mày đấm tao hai cái thì cái đức ở bên mày bay trong tao hai cái. Đấy là theo Pháp Luân Công với cái đạo, người ta trọng đức. Còn bình thường nếu ở trong xã hội, hai đứa đấm đá dùng vũ lực với nhau thì một thằng chết, một thằng đi tù. Tất nhiên là thằng chết thì nó vẫn bất hạnh hơn thằng đi tù. Cho nên là các bạn phải học đầu tiên không bằng cách đấm người khác, ăn hiếp người khác, mà bảo vệ mình. Làm sao cho hành động, cử chỉ không gây ức chế cho người khác. Còn cái bọn mà nó cảm giác mình nói bình thường mà nó vẫn ức chế thì nó không hiểu được, không tránh được. Đấy, cho nên đầu tiên là cái cách phòng vệ, phòng vệ chính đáng, ăn nói, tránh nức cấp, tránh gây thù hằn với nhiều người, bảo vệ. Nhưng còn bây giờ một hai thằng đấm nhau hay là bị đấm thì một thằng chết, một thằng đi tù. Thằng chết thì chắc ăn thiệt hơn, nó đi tù còn có ngày ra, đúng không? Còn bây giờ mày muốn là chết hay đi tù thì mày cứ đấm nhau thôi, không thì mày bồi thường, thằng kia nằm viện, thằng này mất tiền, nó bị trong cái lý lịch đi xin việc cái thế nọ kia là đã có tiền án gây rối trật tự công cộng, mày thích thế thì mày đám thôi. Tao nguyên tắc của tao là vũ lực không giải quyết vấn đề gì, mà mày vũ lực mày không cai quản được cái suy nghĩ vũ lực trong đầu mày thì không phải mỗi đời mày bị, ba bốn đời nó bị, mày con cái mày, cháu mày, mày vũ lực thì mày sẽ cùng với cái tầng tầng lớp lớp là vợ mày nó cũng cờ bạc rượu chè gái giang hồ chè chén như thế nọ thế kia. Chứ bây giờ mày vũ lực mày lại lấy được là cô bí thư xã, không có đâu, bí thư sai nó lấy cái thằng vũ phu như mày. Suy nghĩ lúc nào cũng nên mạng nghĩ là giải quyết được bằng chân tay. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vũ phu nghĩ là đấm được người thì chỉ lấy được mấy cái con giang hồ chiềng chiếng thôi, xăm chỗ đầy người thôi, hát quán karaoke mới thế. Xin phép các chị em đang hát ở quán karaoke. Mày đấm được nó hay là nó đấm được mày? Ví dụ như mày đấm được nó thì nó lại đấm con mày. Thỉnh thoảng mày còn thêm nữa là mày đấm con mày luôn. Thế là con mày thành một cổ hai ba chồng. Con mày nó chưa dừng lại. Đừng bảo là gia đình vũ phu mà con ngoan. Đấy là ai ngoan, sinh ra ở trong gia đình vũ phu nhưng con nó vẫn ngoan là do là nó tự học. Như tao này, ngày xưa ông già đấm tao đá cứ bụi. Mình thì mình đéo làm gì, mình lại đấm em mình. Ngày xưa tôi đấm em tôi ác lắm. Nhưng mà may mà mình tự học được, mình nhận ra là vũ lực chả giải quyết cái mẹ. Chứ đừng nghĩ là tao đấm mày mà mày không đấm ai. Mày đấm vợ mày lại đấm con mày. Nếu mày lại đấm con mày nữa, thế là con mày đéo đấm được mày và bố mẹ mày thì. Nhưng mà mai sau khi mày già nhá, con mày sẽ đấm mày. Con mày nó trói mày vào gốc luôn. Chắc chắn luôn. Ở đây, ở trong xã hội này đưa đầy rồi. Xin phép hôm nay nói về cái chuyện bạo lực gia đình một tí, tầm 5 phút nữa chúng ta nghỉ. Lúc mày còn trẻ, mày còn kiếm tiền. Mày đánh nó, mày đấm nó. Nhưng mà mày cứ già đi, ở ngay ở tao cũng có. Con nó trói vào mẹ bố nó nè. Nhưng mà bây giờ mày giáo dục con cái bằng cách không vũ lực, mai sau mày có sai lầm như thế nào thì thôi nó cũng bỏ qua. Mày có tin không? Bây giờ con cái nhiều người nó phụ bạc bố mẹ đấy, nên chết thì nó thờ mâm cao cỗ đầy. Tại nó biết là chết mày đéo ăn được. Không, còn bây giờ mày chết xong mày thắp hương mà lại tự nhiên lại mất hai miếng thịt, từ sau đéo thắp hương cho mày đâu. Người ta thắp hương vì là người ta biết là người chết đéo ăn được. Bây giờ chết mà thắp khoảng tầm 10 miếng thịt mày này, mày chết rồi mày lại ăn 2 miếng thì lần sau không bao giờ là thắp hương. Còn mày cứ tin đi, mày phải dành vũ lực với bất kỳ ai. Tao đang nói về cái chứ nào gần mày, chứ nhất là con mày.
Con mày thì nó bé thì nó sẽ không bao giờ nó bắt nó đấm được mày, đấm được mẹ mày, à đấm được vợ mày. Nhưng nó sẽ đấm em nó đấm các bạn cùng lớp nó mang cái tư tưởng tưởng vũ lực. Xong còn về sau nữa là thế nào? Nếu mà gia đình mày đi theo cái guồng máy như thế thì 3-4 đời nhà mày nó cứ thế thôi. Còn những cái người vũ lực thì nó bất hạnh ở cái việc làm, rồi cơ hội trong cuộc sống nó như thế nào thì lúc nãy tao nói rồi. Vấn đề mai sau mày già, mày cứ nghĩ là ngày xưa đấm nó, đấm con mình, nói chung là đánh nó một cái xong rồi nó đau một thì mình đau 10. Nói được như thế thì mày đã thông minh quá. Hay là đấm chỉ là giải quyết cái vấn đề là mày đang bực. Đấm thì nó làm cho mày hết bực. Chứ còn bây giờ tao nói thật là khi mà tao phải đánh con tao ấy, con đau chỉ là xác thịt thôi. Con đau một thì bố đau 10. Sau khi đánh nó một, tôi bảo cho con trả thù. Nhưng con biết cái sai chưa? Đầu tiên mày hỏi là tại sao con bố đánh con? Con sai ở chỗ nào con biết không? Xong rồi sau đến cuối cùng tôi bảo cho con đánh bố. Ui nó tát tới thấp luôn. Tổ sư được con mấy cái. Mếu máu mồm mếu máu cho mình, cũng lúc ấy cũng mình cũng khóc. Đấy là lần hôm ấy nó vứt 3 cái điện thoại của tao đi. 3 cái điện thoại trị giá hơn 30 triệu. Đấy nó học lớp 1 à. Lần đầu tiên mình đánh nó. Đánh nó xong, đang đánh nó cũng ban đầu như những cái nhát chổi đầu tiên thì mình cảm giác là nó nhẹ đi cơn tức. Không, về sau là ân hận. Xít là khóc như khóc ngay chứ. Nó về sau là ngồi lại đây, nó lúc nó thù mình lắm đấy. Nó thù lắm, đau rồi. Thù. Mày ra đây con ơi, Nguyên ơi ra đây. Nằm đây. Con biết tại sao lúc đấy bố đánh con không? Con biết là điện thoại này nó bao nhiêu công việc, công việc kiếm tiền xong rồi thế nọ kia không? Về bà con bảo là người ta mất một chiếc dép người ta còn đi tìm. Đây cái điện thoại này là còn nữa. Bố là còn bao nhiêu mối quan hệ ở đây. Thế nọ thế kia, con biết là vất như này là sai. Nó biết sai mình phải về sau mình bảo cho mày trả thù này. Ui nó tát mình luôn. Đây này. Nó tát mình 3 cái, ui nó đau. Thế là xong là bố con lại ôm nhau khóc nóc. Còn lúc đi hết khóc rồi cười. Chứ các bạn đừng nghĩ là các bạn đánh được con mà các bạn không ấy. Đấy tao chia sẻ thật đấy. Lúc mày bảo là chuyện cổ tích ở đâu, làm béo thằng nào chia sẻ cho mày như thế. Lần đầu tiên mình đánh nó, còn bây giờ ít không đánh. Cùng lắm tôi vỗ phát đầu, vỗ nhẹ. Nên nó sai, không nó không biết. Không có dùng vũ lực với ấy đâu, con cái thủy này ngày xưa thế. Khi mới lấy nhau cho nó cái gì à, mình bóp cổ này, mình ấn mẹ vào tường này. Mình là đàn ông không? Đéo dây ruộng được. Mẹ mày có tin không? Đây ấm như này. Mày có tin không? Tao đấm cho mày phát này. Đấm chết luôn. Nhưng ngày mình còn dùng vũ lực. Bây giờ mình có ấy đâu, vũ lực nó không phải mỗi sức khỏe đâu. Xong rồi nhiều chị đang xem, nhiều bà đang xem về cái loại hèn hạ. Mày ra ngoài kia đấy, bọn chín mấy đấy, 2007 đấy, nó vẫn còn dọa mày được, xoắn đai xoắn cất, chỉ giỏi bắt nạt vợ mà. Ngày mới cũng trẻ trâu. Thế bây giờ tao cũng phải ngu đâu, tao đẹp trai nhưng tao không ngu. Nó ra bắt nạt bọn 2007, nó người ngoài nó xiên cho tao chết toay luôn. Bây giờ vợ con mình nó đéo dám làm gì, nó đéo dám bật thì mình mới đấm nó, nói chứ. Khôn như xuất phát từ khôn chứ. Ra ngoài kia mày bảo là vợ con thì đừng bắt nạt, ra ngoài bắt nạt thằng kia xem nào. Thằng kia là 2009 hay sao chứ có 2007 đâu. 2007 thì nó đã hơn 2 tuổi, nó to hơn. 2009 tao đã không muốn dây vào rồi. Ra ngoài nhiều cái ấy lắm, mình biết là mình có đấm nó thì nó đéo nó bật. Mình mới bắt nạt chứ bây giờ bắt nạt bên ngoài thì nó xiên cho mình toay luôn đi. Bọn 2009 bây giờ 14, 15 mình đã không dám ấy rồi. Ui cháu ngoan lắm, đi đi, làm việc tiếp đi. Mình thấy là nó các cháu hư rồi mình cũng bảo cháu ngoan. Hình xăm đẹp đấy. Đúng không? Bây giờ ra ngoài thì bảo mà mẹ bây giờ bẩn hết người xăm thế mà sao mình kiếm việc nó khó. Đứa nào nghe thì mình sẽ nói. Đứa nào nó quý mình đi. Con ơi con đừng xăm như này. Mai sau xin việc các thứ nó khó, xin việc chân chính nó khó. Như bác đây hoặc như chú đây. Nhìn cái thằng xăm nghịch lắm. Còn tất nhiên bây giờ mày hình xăm bây giờ mày xong bây giờ mày ngoan như thằng em tôi ấy, rồi nó hôm qua nó bán bao nhiêu hàng. Nhưng mà nói chung là cái quá khứ như thế đéo giờ rửa sạch được nếu các khi các bạn đã xăm. Đi xóa xăm bây giờ nó vừa mất tiền vừa ấy. Tôi nghỉ nhá. Nói cho các bạn cái vấn đề bạo lực thì chắc chả ai nói cho các bạn. Nhưng mà cu này, cu năm nay 70 chưa? À chào cụ năm nay 70 chưa? À đi. Nếu chọn một nghề thì theo anh mất bao lâu sẽ nắm bắt được tất cả các chiêu trò? Thực ra là tùy theo, nếu các bạn nắm bắt thì các bạn có giống như các bạn lấy vợ nhá. Nếu mà bây giờ các bạn hỏi tôi là theo anh thì lấy vợ thì tầm bao lâu thì hiểu hết người vợ,
Cái quan trọng nhất là các bạn muốn hiểu hay không. Muốn hiểu. Còn đến kẻ cả đời không, các bạn đéo hiểu vợ bạn. Cái xác này bên cạnh bạn như này, các bạn có hiểu được bạn hay không? Cho nên là nếu mà theo một nghề nào đấy, muốn hiểu cái nghề ý, quan trọng là cái đầu óc các bạn có muốn tìm hiểu hay không, muốn đi sâu vào cái nghề hay không. Còn muốn đi sâu thì các bạn nên biết, ví dụ như nghề của tôi thì phải đi từ sản xuất này, không nó cũng thay đổi sành sạch. Hôm năm nay mẫu đơn, năm sau lại mộc hương, năm sau là kia. Quan trọng nhất là các bạn có ấy hay không. Còn khi các bạn bán được hàng, các bạn kiếm được lợi nhuận thì các bạn lại có niềm đam mê đi sâu vào cái nghề ý. Chứ bây giờ không bán được hàng thì cũng khó để các bạn đi sâu lắm. Thật. Cái đấy là cái mức độ yêu thương của cái tình yêu ấy. Bây giờ bạn bảo là lấy vợ bao lâu thì hiểu được vợ thì cứ cả đời. Ôi, nhiều đứa nó che giấu tốt. Ôi, ở với nhau 10 năm mới biết là gì. Chứ bây giờ tôi bảo với các bạn là nếu mà các bạn ở một trong những giới nào như ấy thì tôi nghĩ là trung bình cứ 10 năm thì tôi hiểu, tôi nghĩ là các bạn hiểu hết mánh khóe của nghề. Chứ còn thực ra là mẹ lòng dò kim dò cái đéo gì, dò kim đáy biển dễ mò, chứ còn làm gì ai mà lấy thước mà đo lòng người. Tôi lúc đấy tôi nên ví dụ cho các bạn lấy vợ, nhưng mà cái lòng người nó mới là cái khó đo nhất. Còn trong nghề nó là hữu hình, mà nó cũng là tổng thể của tất cả các mối quan hệ, chính là từ lòng người mà đi ra. Đấy, nó khó như thế chứ. Sướng nhất là cái ông nào ông ở trong giới 15 rồi ông chỉ luôn cho các bạn, mà chỉ thật tâm ấy. Tao vợ đây mà vợ chưa hiểu đây. Đấy. Tại vì bình thường ấy, số lượng lấy vợ nhiều nhưng mà có hiểu vợ đâu. Có tìm muốn tìm hiểu đâu. Ngày xưa có cái câu ấy mà, ai cũng thân thì cũng chả thân với ai cả. Bây giờ ông chỉ yêu một người thì may ra ông còn hiểu. Đây ông ba vợ, hiểu nó thôi. Ngày xưa các cụ hay là bọn trẻ con nó nói nhỉ, ai cũng thân thì không thân với ai. Ai mà cũng thân, ai lên mạng là cũng các bạn của tôi ơi. Cái thằng nó nói để nó kiếm tiền, nó kiếm follow này, chả coi các bạn là bạn đâu. Có bạn, có bè, có người nghe, có người ấy, chứ phân ra bạn nhận ai là bạn nó khó với đấy. Các bạn, các bạn thử nghiệm cái câu ai cũng thân thì không thân với ai cả. Đấy, thử nghiệm xem có đúng không. Câu này chắc các bạn cũng nghe rồi. Tôi nghỉ nhá. Hello Ajinomoto. Tôi nghỉ, video này nó dài lắm rồi. Mày nghiện lâu chưa? Bảo tắt không tắt. Đây, nghỉ đây. Nó nghỉ.